MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đại Đạo Trận Pháp tập 29. Nhưng đạo nguyên văn này lại gần như vật thật. Vô hạn đi, hư, liền, thực. Mặc Hòa nhíu nhíu mày. Từ hư đến thực, cái này chẳng lẽ chính là thần niệm cường đại? Cũng là chính mình thần thức chứng đạo muốn đi đường tắt. Mặc Hòa lắc đầu, quyết định trở về hỏi sư phụ. Vấn đề hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý đạo nguyên văn này như thế nào. Dường như đạo nguyên văn này cất giấu rất nhiều bí mật. Nó đã là một môn trận lưu, là trận pháp truyền thừa đứng đầu, vô cùng chân quý. Đồng thời, nó khẳng định cũng cất giấu chân tướng Ngũ Hành Tông suy sụp năm đó. Quan trọng nhất là trong nguyên văn, đạo khí tức cường đại mà quỷ dị kia. Luồng khí tức này rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, tại sao truyền thừa này lại, sống, lại, sẽ diễn sinh trận văn, sẽ ký sinh thần niệm, sẽ chi phối lệ quỷ? Mặc Hòa suy nghĩ nửa ngày, vẫn không hiểu ra sao, không khỏi thở dài nói. Quả nhiên vẫn phải đọc sách nhiều hơn. Kiến thức tu đạo, cũng là một bộ phận của thực lực tu sĩ. Hắn lại quan sát một chút ngọc bội trong tay giống như là ngũ hành nguyên văn, có chút khó khăn. Đạo nguyên văn này nên đặt ở đâu đây? Thả vào trong thức hải của mình, khẳng định không được. Đạo nguyên văn này giống như dịch bệnh, sẽ tự động diễn sinh, từng bước xâm chiếm ký sinh, bên trong ẩn chứa hung niệm không biết tên, mặc dù có đạo bia chấn áp, nhưng vẫn quá mức nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Không thể chôn xét trong thức hải của mình. Thức hải không thể thả, vậy cũng chỉ có thể để ở bên ngoài. Đồ vật thần niệm ký gửi. Bàn thờ thì có thể. Nhưng điện thờ là của Ngũ Hành Tông. Mình lại không lấy đi được, để nguyên văn vào trong đó, mình lại phí công vũi. Hơn nữa đạo nguyên văn này, có ý chí của bản thân, còn tiến vào thức hải của mình, gặp được đạo bia, vậy thì càng không thể để nó chạy. Cho dù, giết, không xong, ăn, không được, cũng nhất định phải nắm giữ trong tay mình. Ký sinh. Mặc Hòa nâng cầm trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Quan tưởng đồ. Bộ tổ sư đồ của Trương Toàn kia, có thể gửi lại thần niệm. Một nhà tổ tông cương thi Trương Toàn, trưởng lão, đệ tử, từ trên xuống dưới, sau khi bị Mặc Hòa ăn khô lau sạch, để lại một bộ tổ sư đồ không có tổ sư. Hình như tổ sư đồ trống không này có thể dùng để cất giữ đạo ngũ hành nguyên văn này. Nhưng thả thế nào đây? Mặc Hòa không có kinh nghiệm gì, liền muốn thử trước một chút. Thần thức của hắn, rời khỏi thức hải, ý thức cũng dần dần thức tỉnh. Mặc Hòa trước điện thờ chậm rãi mở mắt ra. Bạch Tử Hy đầu tiên là vui vẻ, sau đó gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, tay nhỏ trắng nón, cũng thành thủ đao, đặt ở sau đầu Mặc Hòa, dường như một lời không hợp, sẽ lại đánh ngã Mặc Hòa. Bạch Tử Thắng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc Hòa mở mắt, cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, liền nhỏ giọng hỏi. Tiểu sư tỷ, có chuyện gì vậy? Bạch Tử Hy nhìn chăm chú vào mắt Mặc Hòa, phát hiện trong con ngươi trong suốt của Mặc Hòa phản chiếu thân ảnh của mình. Liền gật đầu, nhẹ giọng nói. Là sư đệ. Bạch Tử Thắng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Ngũ hành linh trận, ngươi học được chưa? Mặc Hòa cười gật đầu. Bạch Tử Thắng mừng rỡ, sau đó lại nghi ngờ nói. Ngươi ở bên trong, đến cùng gặp cái gì, làm sao lại trì hoãn lâu như vậy? Còn có vừa rồi. Bạch Tử Hy lại ánh mắt hơi trầm xuống nói, ra ngoài rồi nói sau. Bạch Tử Thắng lập tức gật đầu. Đúng, đi ra ngoài trước. Chờ một chút, Mặc Hòa nói, ta còn có chuyện. Hắn mở túi chứa vật ra, sờ soạn nửa ngày, rốt cục ở trong góc, tìm được bộ kia, rồi qua tàn hương, dẫm lên dấu chân, nhăn nhúm nhúm, tổ sư đồ trống không. Mặc Hòa mở ra tổ sư đồ, vừa định suy nghĩ làm sao mới có thể đem ngũ hành nguyên văn gửi lại trong tổ sơ đồ, liền cảm giác thức hải đau xót. Đạo ngũ hành nguyên văn kia, không kịp chờ đợi từ trong thức hải của hắn chui ra, bổ nhào vào trong bản đồ trống không. Tựa hồ như thức hải của Mặc Hòa, nó không muốn ở lại một khắc nào. Nguyên văn ngũ hành tồn nhập vào tổ sư đồ. Trên tấm bản đồ trống không, ngũ sắc quang mang đột nhiên hiện ra, cũng hiện ra rõ ràng, năm đạo ngũ sắc đường vân, năm đạo đường vân này, bao la ngũ hành trận pháp, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên. Tấm quan tưởng đồ này, cũng đã biến thành, ẩn chứa trận pháp lịch đại ngũ hành tông. Cùng với truyền thừa cao cấp nhất ngũ hành trận lưu đồ. Trong nháy mắt, khí tức cả tấm bản đồ đại biến. Một cỗ khí ngũ hành cực kỳ mịt mờ, thâm ảo, lại hùng hậu,
từ trên bản đồ lan tràn ra, lấy tảng trận các làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Đệ tử ngũ hành tông bình thường cũng không có cảm giác gì. Nhưng một đám trưởng môn, trưởng lão, lại là thần sắc đại biến. Đây là... ngũ hành khí thật là nồng hậu. Thâm ảo, phong cách cổ xưa, huyền diệu dị thường. Ngũ hành tông ta còn có truyền thừa bực này. Đây là truyền thừa gì? Đại trưởng lão đang uống trà ở lầu 3, đồng tử càng kịch chấn. Hắn cách rất gần, cảm thụ cũng càng rõ ràng. Khám thần! Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì thế? Đại trưởng lão trong lòng run lên, chợt đứng dậy, liền muốn đi lầu 4 nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trang tiên sinh ở bên cạnh cũng hơi biến sắc, tim đập thình thịch, trong lòng lẩm bẩm nói. Ngũ hành bổn nguyên, Mặc Họa đứa nhỏ này, rốt cuộc đã tìm được cái gì? Hắn không phải là đào đi nội tình trận đạo mấy ngàn năm của ngũ hành tông chứ? Đại trưởng lão đã vội vàng đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, vội vã đi lên lầu 4. Ánh mắt Trang tiên sinh hơi trầm xuống, trong con người có văn tự toán học diễn sinh, huyền ảo khó lường, đồng thời tay vân vê đạo quyết, phất tay áo lên, dường như xóa đi thứ gì đó. Thiên cơ vừa đứt, nhân quả cũng bị xóa bỏ. Một đám trưởng môn và trưởng lão ngũ hành tông bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đại trưởng lão cũng đột nhiên dừng bước, sững sờ xuất thần, sau giây lát, kinh ngạc khó hiểu, trong miệng lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hình như ta, đã quên cái gì? Ta quên cái gì? Trong đầu đại trưởng lão trống rỗng, hắn nhíu mày vắt óc suy nghĩ nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Dường như vừa rồi đã xảy ra chuyện khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng lại tựa hồ, tất cả những thứ này đều là ảo giác của hắn. Giống như nghỉ ngơi sau giờ ngọ, giờ tí chợt tỉnh, tất cả chỉ là giấc mộng tàn khi tỉnh. Mưa qua mà không có dấu vết, mông lung, không còn tung tích. Đại trưởng lão nghi ngờ nhìn Trang tiên sinh. Trang tiên sinh vẫn đang uống trà, tư thái thanh thản, thong dong tao nhã, tiên phong đạo cốt, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhận thấy được ánh mắt của đại trưởng lão, Trang tiên sinh ngước mắt, giống như không có việc gì hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Đại trưởng lão ngẩn ra, bắt đầu hoài nghi bản thân. Họ Trang động tay chân, nhưng nhìn cũng không giống. Hắn có thể động tay chân gì? Đại trưởng lão lại nhìn xung quanh một chút, hết thảy cảnh vật, bầy biện, bàn ghế, chén trà, bình phong, trận lâu, đều giống như đúc trong trí nhớ của hắn, không có chút thay đổi nào. Không có bất kỳ dấu vết ngoại lực ảnh hưởng. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Ảo giác đi. Mấy ngày nay bảo hộ lột ra, đề phòng họ Trang này, cảnh giác lão giả đầu gỗ kia, còn phải lo lắng truyền thừa ngũ hành tông bị người học trộm. Lo lắng quá nặng, cho nên sinh ra ảo giác. Truyền thừa bị người học được. Nghĩ đến đây, trong lòng đại trưởng lão run lên. Hắn muốn đi tới trước điện thờ xem thử, nhưng vừa mới cất bước, lại sinh sinh dừng bước. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn Trang tiên sinh, có chút không vui nói, Trang tiên sinh, đã quá hạn hơn một canh giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Trang tiên sinh ra vẻ khó xử. Đại trưởng lão kiêng kỵ liếc mắt nhìn khôi lão, nhưng chỉ dám liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn chăm chú Trang tiên sinh, kiên trì nói. Hơn một canh giờ, ngũ hành tông ta đã nhượng bộ, kính xin tiên sinh, có chừng có mực. Trang tiên sinh hơi trầm tư, thở dài. Thôi được, sẽ hay không cũng đều là cơ duyên của chính những đứa trẻ kia, không thể cưỡng cầu. Đại trưởng lão chắp tay nói, Trang tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa. Sau đó ông duỗi tay ra, làm một cái thủ thế, mời. Mời Trang tiên sinh theo ta cùng đi xem. Trang tiên sinh gật đầu, được. Đại trưởng lão liền đi trước dẫn đường, dẫn Trang tiên sinh đi tới lầu 4 tàng trận các, hơi thấp thỏm mở cửa lớn, nhìn vào bên trong. Vị trí bồ đoàn không nhúc nhích, điện thờ nhìn qua cũng không có gì dị thường. Hương trong lư hương cũng đã sớm cháy hết, chỉ còn lại tàn hương lạnh như băng. Mặc Họa ba tiểu tu sĩ, đều ở bên trong. Bạch Tử Thắng cùng Bạch Tử Hy thì còn tốt, Mặc Họa lại ôm cái đầu nhỏ, nhíu mày, thần sắc có chút thống khổ, tựa hồ là thần thức tiêu hao quá độ. Hắn không học được. Đại trưởng lão có chút mong đợi. Mặc Họa ngẩng đầu, nhìn thấy Trang tiên sinh, muốn nói lại thôi, không biết nói cái gì cho phải. Trang tiên sinh lập tức thở dài nói. Thôi, không học được thì không học được. Mặc Họa sững sờ, thần sắc lập tức thất lạc, cúi đầu, sư phụ, con khiến người thất vọng rồi. Trang tiên sinh thần sắc tiếc nuối, không nói gì. Thấy vẻ mặt Trang tiên sinh như thế, đại trưởng lão ngẩn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại chợt cảm thấy hãnh diện, mặt già như hoa cúc nở rộ, không kìm nén được ý cười.
Đại trưởng lão, ha ha, cười hai tiếng, làm bộ trấn an nói. Ngũ hành linh trận, chính là trận pháp trấn phái của ngũ hành tông ta, nhất phẩm 13 văn, công tham tạo hóa, nếu muốn lĩnh ngộ, khó như lên trời. Mấy vị cao đồ này của ngài, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính rất cao, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, học vẫn là trận pháp cao thâm của ngũ hành tông ta, lĩnh ngộ không được, cũng là bình thường, không cần quá để ở trong lòng. Tu đạo dài đằng đẵng, con đường tương lai, còn rất dài. Nhận chút ngăn trở, càng có thể ma luyện tâm tính. Đại trưởng lão vuốt vuốt râu. Mặc Hòa cũng học Trang tiên sinh, thở dài, chắp tay nói, đại trưởng lão nói rất đúng. Đại trưởng lão như mày, mắt nhìn Mặc Hòa. Thiên tài ngút trời này, một mặt phách lối, đánh cho ngũ hành tông, không, là cả đại Ly Sơn Châu giới thiên tài trận sư, giết cho tiểu trận sư hoa rơi nước chảy, hôm nay ở trước mặt truyền thừa ngũ hành tông bọn họ, gặp đả kích, vẻ mặt thất lạc. Trong lòng đại trưởng lão giống như uống mật. Đời này của hắn, đều rất ít khi nghĩ nhanh như vậy. Đại trưởng lão thậm chí còn nói, nếu Trang tiên sinh không chê, có thể ở lại ngũ hành tông ta thêm một thời gian, cũng để ngũ hành tông ta tận tình tiếp đái. Trang tiên sinh có chút mất hết cả hứng, nói sau đi. Hắn phất phất tay áo, liền rời đi. Ba người Mặc Hòa đơn giản hành lễ, chắp tay với đại trưởng lão, cũng đi theo Trang tiên sinh rời đi. Đại trưởng lão nhìn bóng lưng mấy người, nụ cười trên mặt rút đi, hừ một tiếng, vẫn cười lạnh. Chịu khổ rồi sao? Truyền thừa ngũ hành tông ta, há là người nào cũng có thể học. Trên đường trở về, xung quanh không có người của ngũ hành tông. Mặc Hòa thay đổi thất vọng, nhìn không được mặt mày hớn hở. Cười cười, Mặc Hòa lại nhíu nhíu mày, xoa xoa cái ót, kỳ quái nói. Đầu của ta, sao lại có chút đau? Bạch Tử Hy trì trệ, gương mặt ửng đỏ nói. Là ta đánh. À, Mặc Hòa ngây ngẩn cả người. Bạch Tử Hy hơi áy náy, nhỏ giọng nói, lúc trước ngươi tỉnh, nhưng thấy không thích hợp, ta liền đánh ngất ngươi. Mặc Hòa suy nghĩ một chút, liền hiểu. Trước đó chính mình bị nhốt ở thần khám đạo tràng, tiểu quỷ ngũ hành chạy trốn tới thức hải của mình, tu hú chiếm tổ chim khách, nhất định là muốn nhân cơ hội chạy đi. May mắn là tiểu sư tỷ thông minh, đánh mình hôn mê. Mặc Hòa gật đầu nói, không có chuyện gì đâu. Nhưng vẫn không nhịn được xoa đầu, trong lòng lẩm bẩm. Tiểu sư tỷ đánh người thật đau. Nàng tu pháp thuật, đồng thời sẽ không còn luyện thể chứ. Bạch Tử Hy thấy Mặc Hòa không ngừng xoa cái ót, ý thức được mình đánh có khả năng hơi nặng, liền có chút đau lòng nói. Còn đau không? Mặc Hòa lắc đầu, không đau lắm. Bạch Tử Hy suy nghĩ một chút, nói khẽ ta xoa giúp ngươi nhé. Mặc Hòa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không cần. Nhưng còn chưa dứt lời, liền cảm thấy ngón tay tiểu sư tỷ xoa xoa trên trán của hắn, thanh thanh lương lương, mềm mại, trong nháy mắt liền không đau nữa. Trái tim Mặc Hòa nhìn không được run lên, mặt càng đỏ hơn. Sau một lúc lâu, Mặc Hòa lại phát hiện trên đầu mình, lại thêm một bàn tay, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Tử Thắng cũng đang ở đằng kia nhào nặn. Mặc Hòa sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Bạch Tử Thắng nói, ta cũng xoa giúp ngươi. Mặc Hòa cứ tuyệt nói, không cần. Bạch Tử Thắng nóng nảy, không nhẹ không nặng, xoa rối tóc hắn ta. Bạch Tử Thắng không vui nói, đây là sự quan tâm của sư huynh dành cho sư đệ. Không cần. Thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi lại còn ghét bỏ. Hai người cãi nhau. Trang tiên sinh đi ở phía sau, nhìn ba đồ đệ này, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên. Gió nhẹ thổi qua, Trang tiên sinh khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn hộ sơn đại trận của ngũ hành tông, ý cười trong mắt dần dần thu liễm. Sau một lát, ánh mắt của hắn, vừa nặng vừa ôn hòa. Chỉ là trong phần ôn hòa này, vừa có tiếc hận, lại có buồn vô cớ. Sau khi đoàn người trở lại phòng khách, nghỉ ngơi một chút, Trang tiên sinh liền hỏi Mặc Hòa. Đã học được ngũ hành linh trận? Vâng. Đại trưởng lão không có ở đây, Mặc Hòa liền không giấu giếm nữa, cười gật gật đầu. Không chỉ như thế, ta còn ở trong điện thờ, thấy được thứ khác. Mặc Hòa đem những gì mình nhìn thấy nghe thấy trong điện thờ, chi tiết lớn nhỏ, đều nói cho Trang tiên sinh. Trang tiên sinh cũng có chút kinh ngạc. Nguyên văn. Đúng vậy, Mặc Hòa gật đầu, sau đó lại hỏi. Sư phụ, nguyên văn này chính là ngũ hành trận lưu sao? Trận lưu đều có nguyên văn sao? Trang tiên sinh nhìn Mặc Hòa, khẽ thở dài nói. Theo lý mà nói, chuyện trận lưu, ta hiện tại không nên nói cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đã gặp được, còn học được phép tính toán, ta sẽ nói đơn giản cho ngươi biết. Mặc Hòa ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe. Trang tiên sinh nói, cái gọi là trận lưu,
toàn xưng là trận pháp nguyên lưu, tìm kiếm là tính chung và bản chất của một loại trận pháp nào đó. Hình thức trận lưu là đa dạng. Có, là một bộ trận thức dùng tạm, loại trận thức này, tựa như khung xương, sau khi học được, lại đi vẽ trận pháp đồng loại, sẽ làm ít công to. Có, là một loại đạo ẩn, sau khi lĩnh ngộ loại đạo ẩn này, trận pháp đồng loại, đều có thể loại suy. Còn có, lấy vật thật làm vật dẫn, có kiếm, có tranh, có điêu khắc, thậm chí có núi non sông ngòi. Đương nhiên, còn có chính là giống như ngươi nói, là một đạo trận văn. Biến phức tạp thành đơn giản, hóa chúng thành một, ngưng tụ ngàn vạn trận pháp, hình thành một đạo nguyên văn. Loại trận pháp truyền thừa này càng khó, cũng càng phức tạp, tính toán tiêu hao thần thức cũng nhiều nhất. Trang tiên sinh nói đến đây, lắc đầu, thần sắc cảm khái. Ta cũng không ngờ, tổ tiên ngũ hành tông lại có phách lực lớn như vậy, dốc hết lực lượng một tông, để tính toán nguyên văn, khai sáng trận lưu, muốn khiến trận pháp ngũ hành tông cường thịnh, trở thành cự phách trận đạo. Mặc Hòa không khỏi hỏi. Sư phụ, ngũ hành trận lưu, cùng tiên thiên trận lưu, có cái gì khác nhau sao? Tiên thiên trận lưu của môn phái chúng ta, bao gồm ngũ hành trận lưu sao? Trang tiên sinh trầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, giải thích. Trận lưu, ý nghĩa nguyên lưu của trận pháp. Nhưng cái gọi là nguyên lưu, chưa chắc đã là nguyên lưu chân chính. Mặc Họa ngẩn ra, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nguyên lưu là người lĩnh ngộ được, cho dù tiếp cận đại đạo, cũng chưa chắc đã là đại đạo thật. Ánh mắt trang tiên sinh vui mừng, gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên cái gọi là nguyên lưu trận pháp, cũng không nhất định, chính là nguyên lưu chân chính, mà hẳn là, trận sư lĩnh ngộ cùng tổng kết đối với trận lưu, nguyên lưu, của trận sư. Tiên thiên trận lưu như thế, ngũ hành trận lưu cũng là đạo lý giống như vậy. Nói cách khác, ngũ hành tông diễn toán ngũ hành trận pháp, hình thành trận lưu, gọi là ngũ hành trận lưu. Những tông môn khác, lĩnh ngộ ra bản nguyên trận pháp ngũ hành, cũng có thể gọi là ngũ hành trận lưu. Trang tiên sinh lại nhìn Mặc Họa. Ý vị thâm trường nói. Một ngày kia, nếu là ngươi lĩnh ngộ được bản nguyên ngũ hành, tự sáng tạo ra trận lưu, đồng dạng cũng có thể gọi là ngũ hành trận lưu. Mặc Họa bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, tiên thiên trận lưu, bao quát nguyên lưu chư thiên trận pháp, những nguyên lưu này, coi như bao hàm ngũ hành trận pháp, cũng có khả năng cùng ngũ hành trận lưu của ngũ hành tông, lẫn nhau có xuất nhập, thậm chí là hoàn toàn bất đồng. Trang tiên sinh gật đầu nói. Trận lưu có ưu khuyết, nhưng cũng có tai hại. Tiên thiên trận lưu, bao hàm lĩnh ngộ trận pháp cực cao thâm, thậm chí đủ để được trận sư bình thường tôn sùng là khuê nghệ. Nhưng cao thâm đến đâu, cũng chỉ là lời nói một nhà. Tin hết, không bằng không tin. Cho nên, ta mới để ngươi, không nên vội vã đi học trận lưu, chính mình từng bước một, đi lĩnh ngộ cùng học tập trận pháp thiên hạ, học để sử dụng, cũng thông hiểu đạo lý, tương lai hình thành trận lưu của chính ngươi, cũng mượn trận lưu, đi tìm kiếm đại đạo chân chính. Trang tiên sinh ý vị thâm trường nói. Mượn pháp đắc đạo, vạn pháp đều là bè. Trận lưu chính là pháp, là phiến, mà không phải đạo. Mặc Họa cảm thấy đã hiểu một chút, nhưng lại không hoàn toàn hiểu, liền cẩn thận ghi nhớ lời nói của trang tiên sinh, sau đó có chỗ hiểu ra, lại tiến hành xác minh, chậm rãi lĩnh ngộ. Nhưng nghe trang tiên sinh nói một phen, Mặc Họa cũng đại khái có nhận biết đối với trận lưu. Trận lưu là tổng kết cùng lĩnh ngộ đối với nguyên lưu trận pháp. Tất cả trận lưu trong thiên hạ, bao gồm tiên thiên trận lưu, cùng ngũ hành trận lưu, đều liên quan đến bản nguyên trận pháp, một mặt cực kỳ tinh thâm huyền diệu, một phương diện khác, lại có thể có sở trường riêng, đồng thời thật giả khó phân biệt. Nhất định phải tự mình đi học, đi dùng. Chi hành hợp nhất, học để sử dụng, trong thực tiễn phân biệt từng cái một, biến hóa cho bản thân sử dụng. Mù quáng tôn phụng trận lưu, sẽ trở thành khôi lỗi của trận lưu, đem chính, trở thành đạo, bảo thủ, cầu đạo vô vọng. Đôi mắt Mặc Họa càng ngày càng sáng. Trang tiên sinh không khỏi gật đầu. Mặc Họa suy nghĩ rõ ràng một ít, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi một chuyện khác. Sư phụ, nguyên văn, sẽ có ý chí của mình sao? Ánh mắt trang tiên sinh ngưng tụ, giọng điệu hơi trầm xuống, ý chí của mình. Vâng, Mặc Họa suy nghĩ một chút, nói, tự diễn sinh, tự lan tràn, có thể ký sinh, có thể chi phối, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trận văn giống như đôi mắt, có cảm xúc giống như con người. Trang tiên sinh vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi nói là ngũ hành nguyên văn. Mặc Họa gật đầu. Trang tiên sinh mặt trầm như nước, ngón tay chỉ vào bàn, nhất thời tâm tư chập trùng, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Nguyên văn bình thường là không có. Truyền thừa chính là truyền thừa, đây là nhận thức cùng lĩnh ngộ của tu sĩ,
là một loại pháp môn, là không có ý chí. Có ý chí, là người khống chế truyền thừa. Nguyên văn dị thường. Trang tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm nói. Ngũ hành tông năm đó, có phải là xảy ra sai lầm gì, diễn toán sai lầm, mới có thể khiến nguyên văn dị biến hay không? Hay là gặp tai họa, tà ma xâm lấn? Hoặc là, bị người tính kế, nuôi ra thứ gì? Ngũ hành tông suy sụp, chẳng lẽ cũng là bởi vì đạo nguyên văn này? Mặc Hòa liên tục gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Mình không hổ là đệ tử của sư phụ, muốn đi cùng sư phụ. Ánh mắt Trang tiên sinh trầm xuống, hỏi Mặc Hòa, đạo nguyên văn kia đâu? Ta giấu trong tranh rồi. Tranh? Mặc Hòa lấy ra tranh quan tưởng kia. Trước đó quan tưởng đồ này là Trương gia cương thi tổ sư đồ, bây giờ không có cương thi, có nguyên văn, lạc ấn trận pháp truyền thừa, liền thành ngũ hành trận lưu đồ. Trang tiên sinh lấy ra mấy đồng tiền đặt lên bàn, bày thành trận cục mà Mặc Hòa không hiểu, sau đó đặt bản đồ vào trong trận cục, từ từ mở ra. Trên đồ có một đạo trận văn năm màu. Trận văn cấm đoán, quang trạch nội liễm, nhưng khí tức phong cách cổ xưa. Sư phụ cẩn thận, nó sẽ mở mắt. Mặc Hòa nhỏ giọng nhắc nhở. Mở mắt. Trang tiên sinh giật mình, liếc nhìn trận đồ ngũ hành, lại phát hiện trận văn không nhúc nhích, không có dấu hiệu, mở mắt, vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nói là thành thật. Trang tiên sinh nghi hoặc nói, nó làm sao vậy? Đoán chừng là từ điện thờ chuyển nhà, bị thương nguyên khí, cho nên không dám thò đầu ra. Làm sao tổn thương nguyên khí, chuyện liên quan đến đạo bia, Mặc Hòa cũng không nói tỉ mỉ. Trang tiên sinh cũng đại khái hiểu rõ, cũng không truy đến cùng, nhưng vẫn yên lặng nhìn Mặc Hòa, thầm nghĩ tiểu đồ đệ này của ông, tuy rằng nhìn người vật vô hại, nhưng bắt nạt người, dường như cũng không nương tay. Như vậy hắn an tâm. Trang tiên sinh lại liếc mắt đánh giá, ngũ hành trận lưu đồ, tâm tư khẽ động, tính toán thêm một chút, càng tính càng kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói. Đây thật là nền tảng của ngũ hành tông. Trọng bản, Mặc Hòa nghi hoặc. Trang tiên sinh thần sắc phức tạp, nhìn Mặc Hòa, bất đắc dĩ nói. Nội tình mấy ngàn năm, không phải chính là tiền vốn, sao? Mặc Hòa há to miệng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nội tình mấy ngàn năm, hắn chỉ đạo ngũ hành nguyên văn này, khó có thể lý giải nói. Chỉ có thứ này thôi sao? Ngũ hành nguyên văn tức giận đến run rẩy một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở to mắt. Trang tiên sinh gật đầu, hóa chúng thành một, tính toán nguyên văn, ngũ hành tông vì tính toán ra trận lưu, đều, nguyên văn, trận pháp toàn tông ở đạo nguyên văn này. Nói cách khác, đạo nguyên văn này bao hàm tất cả trận pháp truyền thừa mấy ngàn năm qua của ngũ hành tông. Mặc Hòa sợ ngây người. Mặc dù hắn biết, đạo nguyên văn này là do trận lưu diễn hóa, hẳn là không giống bình thường, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại, không phải bình thường, đến trình độ này. Thế nhưng, Mặc Hòa có chút nghi hoặc. Nguyên văn này phải dùng như thế nào đây? Hắn đối với trận lưu kỳ thật rốt đặc cán mai. Đạo nguyên văn này có công dụng gì, hắn cũng không rõ lắm. Cũng không thể coi là bệnh nguyên đi lây nhiễm thức hải của người khác chứ. Trang tiên sinh nói có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, nếu không có cách nào chấn áp được ý chí nguyên văn thì đừng nhìn, đừng có học, nếu không một khi bị nguyên văn ký sinh, thức hải đổi chủ, hậu quả khó mà lường được. Loại thứ hai, Trang tiên sinh nhìn Mặc Hòa, nếu ngươi có biện pháp, có thể chấn áp đạo nguyên văn này, vậy thì có thể thử, đảo ngược diễn toán, hóa giải, nguyên văn. Tính toán ngược, phá giải nguyên văn. Mặc Hòa ngẩn ra. Trang tiên sinh gật đầu, nói tiếp. Ngươi học được phương pháp tính toán của ngũ hành tông, có thể quy nạp trận văn, hóa phức tạp thành đơn giản, trái lại, cũng có thể hóa giản thành phức tạp, một lần nữa hóa giải trận văn đã quy kết tốt. Trang tiên sinh cảm thán nói. Trong đạo nguyên văn này bao gồm tất cả truyền thừa của ngũ hành tông, tất cả ngũ hành trận pháp, sau khi ngươi hóa giải, liền có thể đạt được trận đồ của những trận pháp này. Ngũ hành tông, tất cả trận pháp truyền thừa. Mặc Hòa nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, trong lòng run lên bần bật, đây chẳng phải là. Trang tiên sinh mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, trong đó tự nhiên cũng bao hàm, ngũ hành linh trận truyền thừa. Hơn nữa, không phải truyền thừa bình thường. Giọng nói của Trang tiên sinh khó nén được sự sợ hãi thán phục. Rất có khả năng là từ nhất phẩm đến nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, cùng với trên tam phẩm, trọn vẹn vô cùng chân quý, gần như thất truyền, truyền thừa tuyệt trận cổ xưa. Đây chính là nội tình chân chính của ngũ hành tông mấy ngàn năm qua. Bao gồm nhất phẩm, cùng nhất phẩm trở lên, trọn vẹn một bộ truyền thừa ngũ hành tuyệt trận hoàn mỹ.
Hơn nữa còn là truyền thừa của Ngũ Hành Tông, tông môn đã từng là trận pháp nhất lưu. Mạc Hòa kích động không thôi. Trang tiên sinh chờ Mạc Hòa cao hứng xong, lúc này mới mỉm cười. Đương nhiên, cũng không đơn giản như vậy. Ta biết ngay mà, Mạc Hòa nói thầm trong lòng, hơi suy tư, liền hỏi Trang tiên sinh. Sư phụ, nội tình này, hẳn là giấu rất sâu đi. Trang tiên sinh gật đầu, trầm giọng nói. Muốn lấy được nội tình truyền thừa của Ngũ Hành Tông cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên chính là ta vừa mới nói qua, phải có biện pháp trấn áp nguyên văn, nếu như không trấn áp được, tùy tiện đi diễn toán nguyên văn, tất nhiên sẽ bị nguyên văn ký sinh, thân tử thần tiêu. Cho dù có thể trấn áp, cũng phải ngàn vạn cẩn thận. Đạo nguyên văn này quá mức cổ xưa, ẩn chứa lực thần thức tính toán, cũng vô cùng vô tận, đến cùng xảy ra dị biến gì cũng không thể biết. Ngũ Hành Tông năm đó thế lực to lớn như thế, trận sư nhiều như thế, trận học uyên bác như thế, cuối cùng vẫn không có biện pháp bắt nó. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn lĩnh hội và tính toán, nguyên văn, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, phải nắm chắc 10 phần. Trang tiên sinh vẻ mặt nghiêm nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Hòa nghiêm túc gật đầu, sư phụ, con nhất định cẩn thận, nên kinh thì kinh sợ. Trang tiên sinh không khỏi cười, nói tiếp. Yêu cầu thứ hai, vẫn là thần thức. Nguyên văn liên quan đến tính toán cực kỳ hao tổn thần thức. Huống chi còn là tính toán ngược, tính toán theo cách này, vẫn là loại, nguyên văn, ngưng tụ vô số tính toán này, cho nên yêu cầu đối với thần thức cũng cực cao. Trang tiên sinh lại nhìn thoáng qua, ngũ hành trận lưu, nhìn năm đạo, nguyên văn, ngũ sắc đang nhắm chặt mắt, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Đạo nguyên văn này bao hàm ngũ hành linh trận, tất cả ngũ hành trận pháp ngũ hành tông chân tàng, như một tòa trận pháp đạo tàng. Nhưng đại bộ phận trận pháp bên trong đều là kinh văn biến thức mã hóa. Thần thức không đủ, không diễn toán ra được. Lấy thần thức của ngươi bây giờ, cho dù đi tính toán, nhìn thấy cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đạo tàng còn lại, vô cùng vô tận, phải chờ tương lai, tu vi của ngươi tăng lên, thần thức mạnh hơn, sau đó lại đi khai quật cùng lĩnh ngộ. Trang tiên sinh hợp trận lưu đồ lại, nhét vào tay Mạc Hòa. Đạo nguyên văn này, bao gồm ngũ hành vạn tượng. Là truyền thừa trận pháp trọng yếu nhất của toàn bộ ngũ hành tông, phóng tầm mắt toàn bộ tu giới, cũng có thể nói là phượng mao lân giác, giá trị liên thành. Ngươi nhất định phải cất kỹ, nhớ kỹ, không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị người khác dò mó. Mạc Hòa chỉ cảm thấy Mạc Hòa trong tay này, nặng tựa ngàn cân, trịnh trọng gật gật đầu. Trang tiên sinh sờ sờ đầu Mạc Hòa, hơi thở phào nhẹ nhõm. Còn có một việc, Trang tiên sinh lại nói, ngũ hành linh trận, phải đổi tên. Đổi tên, Mạc Hòa ngẩn ra, không dễ nghe sao. Tuy rằng hắn cảm thấy, ngũ hành linh trận không đủ khí phách, cũng không có phong cách, giống như là trận pháp đầy đường, còn có chút thổ lý thổ khí, nhưng cũng không đến mức phải đổi tên chứ. Trang tiên sinh cười lắc đầu, tên trận pháp liên quan đến nguyên lý trận pháp, bình thường sẽ không lấy linh tinh. Ngũ hành linh trận, bao hàm một chữ, linh, mặc dù trận sư nghe phổ thông, nhưng hiểu biết, liền biết bộ trận pháp này, liên quan đến bản chất ngũ hành linh lực. Cùng trận pháp bình thường, khác hẳn nhau. Ta bảo ngươi đổi tên là vì muốn tránh, không muốn ngươi có quan hệ với ngũ hành tông. Ngũ hành linh trận có liên quan mật thiết với ngũ hành tông, ngươi biết ngũ hành linh trận, tất nhiên có ý nghĩa, ngươi và ngũ hành tông có quan hệ sâu xa. Hoài Bích có tội. Ở trong mắt người hữu tâm, ngươi đây chính là người mang bảo vật, nổi danh, còn rêu rao khắp nơi. Mạc Hòa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói. Sư phụ nói phải. Yên lặng phát tài mới là tốt nhất. Mặc dù chúng ta là người quang minh chính đại, nhưng quá mức phô trương, dễ dàng bị người ghen ghét, còn dễ rước lấy thị phi. Còn nữa, đại trưởng lão kia, tuổi lại lớn, tâm nhãn lại nhỏ, nếu biết ta học được trận pháp trấn phái của bọn họ, đoán chừng sẽ tức chết, vì không để cho hắn lửa giận công tâm, sẽ không nói cho hắn biết. Mạc Hòa rất chú tâm nói. Trang tiên sinh bật cười, trầm tư một lát, lại dặn dò. Tu giới nhân quả, một uống một mổ. Tuy ngươi dựa vào bản lĩnh của mình lấy được nguyên văn này, nhưng dù sao cũng coi như là nhận ân huệ của tổ tiên ngũ hành tông. Sau này nếu có cơ hội, có thể trả lại nhân quả, làm chút việc thiện cho ngũ hành tông nhất mạch, nhưng không phải hiện tại. Vâng. Mạc Hòa gật đầu, ta nhớ rồi. Sau đó hắn lại hỏi, sư phụ, ngũ hành linh trận. Nếu đổi tên là gì? Trang tiên sinh ôn hòa nói, cái này ngươi tự nghĩ đi, trận sư biết trận pháp này vốn lác đác không có mấy. Người không có ta, đó là gốc rễ lập thân của ngươi. Cái tên khó nghe này cũng là chính ngươi dùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Hòa nhăn lại. Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc,
phải nghiêm túc cân nhắc, không thể qua loa. Nhưng bây giờ còn chưa vội. Việc cấp bách, vẫn là phải xem, mình có thể dựa theo suy nghĩ ban đầu, chấn áp nguyên văn hay không, cũng từ trong nguyên văn, đẩy ngược ra tất cả ngũ hành trận pháp bao gồm cả ngũ hành linh văn ở bên trong. Mặc Hòa từ biệt Trang tiên sinh, sau khi trở về phòng, liền muốn bắt đầu lĩnh hội nguyên văn. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn. Mình đã đồng ý với sư phụ, sẽ nhát một chút. Mặc Hòa liền ở chung quanh, bày ra một ít trận pháp ngăn cách khí tức, để ngừa bị người phát hiện, lại bày ra trận pháp loại khống chế, để ngừa mình bị ký sinh, chạy loạn. Trận pháp trong phòng, giống như mạng nhện, lít nha lít nhít. Mặc Hòa phủi tay, cảm thấy an tâm không ít. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, lại chạy đến bên cạnh, gõ cửa. Bạch Tử Hy mở cửa, nghi ngờ nhìn Mặc Hòa. Mặc Hòa nói, sư tỷ, đợi chút nữa sẽ muộn, nếu ta lại không bình thường, ngươi liền ngăn ta, sau đó đi gọi sư phụ. Ánh mắt Bạch Tử Hy sáng lên, còn đánh ngất ngươi sao? Sau gáy Mặc Hòa mơ hồ đau đớn, nhưng vẫn cắn răng nói, đánh ngất xỉu. Sau đó hắn lại bổ sung. Nhưng mà, có thể nhẹ hơn một chút hay không? Bạch Tử Hy gật đầu, ta nhẹ một chút. Mặc Hòa phó thác xong, liền trở lại gian phòng của mình, đặt ngũ hành trận lưu đồ ký gửi nguyên văn biến dị ở trước mặt mình. Mặc Hòa vừa định mở ra, lại do dự một chút, cảm thấy mình còn có thể lại nhát một chút. Mặc Hòa nhìn sắc trời, đã giờ hợi, không bao lâu nữa, chính là giờ tí. Đợi đến giờ tí, trong thức hải, hiện lên đạo bia. Có đạo bia làm chỗ dựa, mình lại đi lĩnh hội. Mài đao cũng không làm mất công việc đốn củi, chờ một chút. Mặc Hòa ngồi xếp bằng tĩnh tâm ngưng thần. Giờ tí vừa đến, Mặc Hòa lập tức mở mắt, sau đó mở bản đồ, tĩnh tâm quan tưởng, hết sức chăm chú mà diễn toán. Nguyên văn nhắm mắt, không có gì khác thường, chính là trận lưu bình thường. Là trận pháp quy nạp mà thành nguồn lưu trận pháp. Mặc Hòa dựa theo phương pháp tính toán của ngũ hành tông, đảo ngược thôi diễn. Quả nhiên trong thức hải, biên giới nguyên văn có một chút xíu trận văn, tách ra, biến hóa, cuối cùng hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Mặc Hòa rất quen thuộc với những trận pháp này. Đều là ngũ hành trận pháp thường dùng trong phạm trù nhất phẩm. Mặc dù bởi vì truyền thừa cổ xưa, bút pháp có chút ra vào, trận văn có một chút biến hóa, nhưng trên đại thể, là tương đồng. Mặc Hòa tinh thần chấn động. Sư phụ nói không sai, tính toán ngược là có thể được. Đạo nguyên văn này chính là đạo tàng, là một tòa bảo tàng trận đạo bao hàm vô số trận pháp ngũ hành. Chỉ cần học được tính toán, là có thể phân tích ngược, đạt được các loại ngũ hành trận đồ. Ánh mắt Mặc Hòa sáng lên, tiếp tục tính toán. Thức hải yên tĩnh không tiếng động, Mặc Hòa tâm không tạp niệm. Cứ tính toán như vậy đến nửa đêm, cuối cùng Mặc Hòa lại hiểu rõ một điểm khác. Suy diễn ngược lại có liên quan đến cường độ thần thức. Thần thức mạnh bao nhiêu, có thể diễn toán ra ngũ hành trận pháp phẩm giai gì. Thần thức của hắn hiện tại là thập tam văn đỉnh phong, trận văn thôi diễn ra cũng dưới thập tam văn. Trận pháp từ 13 văn trở lên, hắn giải mã không ra. Về phần cụ thể có thể thôi diễn ra trận pháp gì, liền tùy duyên. Trước mắt Mặc Hòa từ nguyên văn thôi diễn ra trận pháp, tuy đều quy là ngũ hành, nhưng lại đủ loại, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, từ trận pháp 3-4 đạo trận văn, đến nhất phẩm trận pháp 9 văn đều có. Giống như bốc thăm, bắt được cái gì chính là cái đó, không có quy luật gì. Mặc Hòa nhíu nhíu mày. Theo hắn suy đoán, nguyên văn tính toán, thôi diễn trận lưu, công trình to lớn, hạng mục tu đạo, lớn như vậy. Tất nhiên là có điều lệ, có quy tắc. Những trận văn này tất nhiên cũng dựa theo trình tự và dàn khung nhất định, quy nạp cùng một chỗ, hình thành nguyên văn, không có khả năng lộn xộn. Chỉ có điều, Mặc Hòa bây giờ còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ ngày sau, lại chậm rãi tìm hiểu. Mặc Hòa không khỏi chật chật tán thưởng. Mấy ngàn năm nội tình a, rốt cuộc bên trong nguyên văn này sẽ có bao nhiêu trận pháp? Nếu như hoàn toàn diễn toán, hoàn toàn giải mã sẽ có bộ dáng gì? Nếu mình học xong tất cả trận pháp trong này thì sao? Đã biết trận pháp, lại biết diễn toán. Vậy mình chẳng phải là một đạo nguyên văn hình người. Mặc Hòa cứ nghĩ lung tung như vậy, trong lòng rất chờ mong. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên có chút mệt rã rời, tựa hồ tính toán đã lâu, có chút mỏi mệt, thần thức tiêu hao cũng có chút nhiều. Mí mắt trên dưới của Mặc Hòa đánh nhau, có chút mơ mơ màng màng, cái đầu nhỏ cũng không ngừng gật a a a. Ngủ một lát đi. Mặc Hòa trong lòng nghĩ như vậy, một lát sau, bỗng nhiên giật mình. Ngủ cái gì mà ngủ? Đây là ở trong thức hải của mình, hay là ở trước mặt đạo bia, mình chưa bao giờ mệt mỏi.
Không đúng. Mặc Hòa mở mắt ra nhìn, liền thấy trên ngũ hành trận lưu đồ, đạo, nguyên văn kia, chẳng biết lúc nào, lại mở mắt ra. Mặc Hòa trong lòng nhảy dựng, toàn bộ tinh thần đề phòng, thần thức tự nhìn. Quả nhiên, trong thức hải lại có trận văn dày đặc. Đạo, nguyên văn, này lại không an phận, vụng trộm nổi lên tâm tư quỷ quái, thừa dịp chính mình diễn toán, thần thức tiêu hao quá nhiều, diễn sinh ra một đạo thổ hệ an miên trận, muốn để cho mình buồn ngủ đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trận văn của nó giống như con kiến, lại giống xúc tu, len lén rót vào thức hải của mình. Nó còn muốn ký sinh chính mình. Ánh mắt Mặc Hòa ngưng tụ. Không đúng. Mặc Hòa dọc theo trận văn nhìn lại, trong lòng cả kinh. Mục tiêu của nguyên văn là đạo bia. Nó to gan lớn mật, muốn ký sinh trên đạo bia. Mặc Hòa nhíu mày, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ một hồi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không, nó muốn đồng hóa với đạo bia. Mặc Hòa trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đạo bi hư vô, không bàn mà hợp với đại đạo, trên người có khí tức của đại đạo. Đạo, nguyên văn, này muốn phù hợp với đại đạo, cùng đạo bia hòa làm một thể. Đạo nguyên văn này, muốn làm tiểu thiếp dựa vào đạo bia. Ngươi cũng xứng. Mặc Hòa nhướng mày, muốn dùng phương pháp tính toán, một lần nữa quy nạp trận văn, bước nguyên văn về bên trong ngũ hành trận lưu đồ. Chỉ là hắn tính toán chậm một chút, mấy đạo ngũ sắc trận văn đã dọc theo thức hải Mặc Hòa, leo lên đến trung tâm đạo bia. Ngũ sắc trận văn khắc lên trên mặt bia hư vô của đạo bia. Con mắt của nguyên văn đột nhiên trợn to. Khí tức đại đạo cổ xưa khiến nó run rẩy, nhưng dường như cũng khiến nó vô cùng hưng phấn. Nó bị đại đạo tiêu diệt từng chút một, nhưng đồng thời cũng đang tiếp cận bản nguyên đại đạo, lột xác từng chút một. Mặc Hòa muốn lấy phương pháp diễn toán để áp chế trận văn, nhưng thần thức của hắn có hạn, tốc độ dù sao vẫn quá chậm. Trong lòng Mặc Hòa hơi trầm xuống. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức tịch diệt bỗng nhiên từ phía trên đạo bia hiện ra. Cỗ khí tức này cũng cổ xưa, nhưng càng bá đạo hơn, có lạnh lẽo và tính mịch gạt bỏ hết thảy. Trên đạo bia, trận văn màu máu sáng lên. Là Mặc Hòa dùng băng giải đại trận, mặt sát phong không, thiên đạo trận pháp, dẫn động lôi kiếp giáng lâm, từ trong khe nước thiên đạo, nhìn trộm ghi lại, một bút ẩn chứa kiếp lôi tiên văn. Khí tức tiên văn hiện lên, trên đạo bi lại hiện lên kiếp lôi màu đỏ tươi. Lôi đình minh diệt, chỉ trong nháy mắt, liền xóa đi tất cả trận văn lan tràn trong ngũ hành nguyên văn. Nguyên văn nguyên khí đại thương, đôi mắt chấn động, không khỏi hoảng sợ. Tiên văn, kiếp lôi, nếu đạo bi mang ý nghĩa bao hàm toàn diện đại đạo. Kiếp lôi đó, liền ý nghĩa thuần túy, sát đạo, gạt bỏ vạn sự vạn vật. Dường như không ngờ được, trong thức hải Mặc Hòa còn ghi lại một bút tiên văn, khắc một đạo kiếp lôi, ẩn giấu sát kiếp kinh thiên. Nguyên văn, vèo, một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lại rút về ngũ hành trận lưu đồ. Lần này, con mắt của nó càng đóng chặt hơn, giống như ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, run lẩy bẩy, một chút xíu cũng không dám mở ra, sợ sau khi mở ra, lại, nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Mặc Hòa có chút im lặng. Ngươi đây không phải là tiện ra sao, không bị đánh không nhớ lâu. Nguyên văn, này, ngay cả tức giận cũng không dám tức giận, chỉ có thể trốn ở trong bản đồ, yên lặng giả chết. Mặc Hòa lắc đầu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có đạo bia chấn áp, còn có tiên văn chấn nhiếp. Đạo, nguyên văn, ngũ hành này hẳn là đã triệt để thành thật, không còn dám có tâm tư quỷ quái gì nữa. Sau này chính mình thôi diễn ngũ hành trận văn, cũng an toàn hơn nhiều. Nhưng cùng lúc đó, Mặc Hòa lại sinh ra một cái nghi hoặc. Tiên văn, có quan hệ gì với nguyên văn? Tiên văn có phải hay không, bản thân cũng chính là một loại nguyên văn cao cấp hơn. Nói như vậy, tự mình diễn toán, nguyên văn, có thể thu hoạch được ngũ hành trận pháp được nguyên văn trong nguyên văn. Vậy nếu có một ngày, thần thức của mình cường đại, có thể diễn toán tiên văn, vậy từ tiên văn tính ra, sẽ là cái gì? Thiên kiếp, lôi trận, trái tim nhỏ của Mặc Hòa, bịch 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 nhảy thẳng. Nhưng những thứ này, chỉ là suy đoán, hiện tại hắn còn chưa nắm chắc. Nhất định phải về sau, tu vi cao hơn, thần thức mạnh hơn, tạo nghệ trận pháp càng sâu, mới có thể đi xác minh. Mặc Hòa thở dài. Tu vi còn chưa đủ cao, thần thức còn chưa đủ mạnh. Xem ra phải tranh thủ tu luyện, sớm trúc cơ. Còn có nhiều trận pháp lợi hại như vậy, chờ mình học được. Mặc Hòa tinh thần phấn chấn, gật gật đầu. Mà bên kia, trước điện thờ, đại trưởng lão lại cau mày. Ba người Mặc Hòa, chịu nhục, Trang tiên sinh, thua, cảm thấy sảng khoái, quả thực hãnh diện mấy ngày. Nhưng vài ngày sau,
hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Trang tiên sinh, tính toán không bỏ sót, không giống như loại người thất bại một cách vô cùng đơn giản như vậy. Về phần ba đệ tử kia của hắn, hắn biết đôi huynh muội kia không nhiều, tạm thời không nói. Chỉ nói đến tiểu trận sư họ Mặc kia, thiên tư kinh người, trận pháp tài hoa quả thực bất phàm, nhưng vấn đề lớn nhất là có tài mà không có đức. Tâm nhãn quá xấu, giảo hoạt cực kỳ. Tiểu trận sư như vậy, sẽ bởi vì học không được trận pháp mà mất mát như vậy sao? Hoặc là, hắn học không được bình thường, nhưng lấy thiên phú của hắn, một chút cũng học không được, cái này không bình thường. Đại trưởng lão cảm thấy, mình rất có thể bị hai sư đồ họ Trang này lừa. Mấu chốt là, mình còn tin là thật. Khí huyết của đại trưởng lão dâng lên. Hắn lại thắp hương trước điện thờ. Hương lần này không có gì thường, yên ổn, tất cả đều cháy xong. Lông mày của đại trưởng lão lại nhíu chặt hơn. Không có gì thường, chỉ là không có nhắc nhở. Nhắc nhở đâu? Trong điện thờ này, nuôi tiểu quỷ kia đâu? Đã chạy đi đâu rồi? Đại trưởng lão lại đánh giá điện thờ một hồi, bỗng nhiên sửng sốt. Điện thờ không có gì dị thường, nhưng bên dưới có một nơi đen nhánh, hình như thiếu một cánh cửa. Ai đã làm sập cửa lớn điện thờ? Không thể nào. Trong điện thờ có truyền thừa của Ngũ Hành Tông. Cửa điện thờ bị sập, tiểu quỷ bên trong không thấy đâu. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một ý niệm khó có thể tin hiện lên trong đầu. Lão bản của Ngũ Hành Tông ta sẽ không bị dọn sạch chứ? Không thể nào. Đại trưởng lão gọi Lưu trưởng môn tới. Lưu trưởng môn nhìn chằm chằm điện thờ hồi lâu, lúc này mới nghi ngờ nói. Dường như, quả thật là thiếu một cánh cửa. Hai người nhíu mày, đều rất khó hiểu. Điện thờ này là do tổ tiên Ngũ Hành Tông truyền xuống, là một tòa thần niệm đạo tràng, bên trong có truyền thừa ngũ hành linh trận. Bàn thờ xuất xứ từ tay tổ tiên Ngũ Hành Tông, huyền diệu vô cùng. Đến tột cùng ai có bản lĩnh, có thể cưỡng ép phá vỡ đại môn điện thờ? Lại làm sao làm được? Người phá cửa, là ba đệ tử của Trang tiên sinh, hay là con tiểu quỷ bên trong kia? Chuyện của tiểu quỷ, Lưu trưởng môn cũng biết. Đây là bí mật của Ngũ Hành Tông năm đó. Vì không để cho trận pháp thất truyền, mấy trăm năm trước, lão trưởng môn Ngũ Hành Tông cố ý bắt một tiểu quỷ, để vào trong điện thờ cung cấp nuôi dưỡng, để cho hắn cố lộng huyền hư, mê hoặc người ngoài, để ngừa truyền thừa hạch tâm của Ngũ Hành Tông lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay, điện thờ bị phá, tiểu quỷ mất tích. Lưu trưởng môn kinh nghi nói, vậy truyền thừa ngũ hành linh trận. Đại trưởng lão lắc đầu, thở dài. Ta cũng không biết. Hắn lại nâng mắt, quan sát điện thờ một phen, nhíu mày nói. Mấy trăm năm qua, ta luôn cảm thấy, trong điện thờ này, có một ý uẩn đặc thù. Hình như bên trong còn cất giấu một ít truyền thừa đặc biệt. Nhưng hiện tại, điện thờ thiếu một cánh cửa, cố ý uẩn này cũng đột nhiên biến mất. Đồ vật bên trong, giống như bị người nào đó móc rỗng. Bây giờ điện thờ này chỉ còn lại vỏ rỗng, giống như là lầu không người, trống trải mà quạnh quẽ. Lưu trưởng môn kinh ngạc nói, đại trưởng lão, Ngũ Hành Tông ta còn có truyền thừa gì nữa? Đại trưởng lão trầm mặc không nói. Bởi vì hắn cũng không biết. Lưu trưởng môn lắc đầu, cười lạnh trong lòng. Tự thiếp vàng lên mặt mình, Ngũ Hành Tông ngoại trừ ngũ hành linh trận, đâu còn có truyền thừa gì. Cho dù là ngũ hành linh trận, cũng là thùng rỗng kêu to, căn bản không ai có thể học. Căn bản cũng không học được. Nhưng những lời này, hắn tự nhiên không tiện nói ra. Trong mắt Lưu trưởng môn lóe lên tinh quang, thấp giọng nói. Đại trưởng lão, có phải là đám người Trang tiên sinh đã trộm truyền thừa của Ngũ Hành Tông ta hay không? Trong lòng đại trưởng lão chấn động, lông mày càng nhíu chặt hơn. Đây cũng chính là điều hắn lo lắng. Họ Trang cao thâm mặt chắc, mấy đệ tử của hắn càng kinh tài tuyệt diễm, nếu thầy trò làm bẫy, đánh cắp truyền thừa của Ngũ Hành Tông, vậy hậu hoạn vô cùng. Mấu chốt là, cái truyền thừa này, đến cùng là cái gì? Ngũ Hành Linh Trận sao? Nếu như là Ngũ Hành Linh Trận, bọn họ không có cách nào nói lý lẽ, bởi vì đây vốn là thứ bọn họ nên học, hơn nữa còn là học đường đường chính chính. Nhưng nếu như, không chỉ là Ngũ Hành Linh Trận thì sao? Không chỉ là Ngũ Hành Linh Trận, còn có thể là cái gì đây? Lão Tổ Tông của Ngũ Hành Tông, rốt cuộc còn để lại cái gì cho mình nữa? Đại trưởng lão không hiểu ra sao. Lưu trưởng môn có tâm tư khác, liền hỏi, ngài tính làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, ý của ngươi là. Nếu trong điện thờ này thật sự có truyền thừa khác, tất nhiên không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải tra ra. Cha! Lưu trưởng môn nhướng mày, ngài cũng biết mà. Đại trưởng lão chần chờ.
Lưu Trường Môn nói tiếp, điện thờ bị tổn hại, truyền thừa bị thất lạc, mấy đệ tử của Trang tiên sinh kia có hiểm nghi lớn nhất, cho nên. Lưu Trường Môn tới gần đại trưởng lão, hạ giọng nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, trước tiên lưu bọn họ lại. Lưu lại. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ. Lưu Trường Môn gật đầu, đề nghị. Trước cha từ Ngũ Hành Tông, lại cha tiểu quỷ mất tích kia, sau đó lại cha đám người Trang tiên sinh. Trước khi điều tra rõ, chúng ta nhất định phải giữ bọn họ lại. Nếu truyền thừa ở trong tay bọn họ, chúng ta liền nghĩ biện pháp đoạt lại. Nếu không ở trong tay bọn họ, chúng ta nói lời xin lỗi, buổi lễ, cũng bỏ qua. Đại trưởng lão nghe vậy cười lạnh, nào có dễ bỏ qua như vậy. Ngươi cho rằng ngươi lưu lại là ai? Họ Trang kia, há lại dễ đối phó. Huống chi, lão giả giống như đầu gỗ bên cạnh hắn kia, tu vi càng là thâm bất khả chắc. Lưu Trường Môn biết đại trưởng lão lo lắng điều gì, liền rủ gì nói. Chúng ta tiên lễ hậu binh, trước mời bọn họ, ở lại Ngũ Hành Tông ta một thời gian. Đã là tổ tiên có chút tình cảm, vậy làm khách, giao lưu trận pháp, yêu cầu này, cũng hợp tình hợp lý. Nói không chừng bọn họ sẽ ở lại đây. Đây là lễ trước, nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục binh. Tu vi của Trang tiền bối và lão giả kia có lẽ bất phàm, nhưng mấy đệ tử của hắn chỉ là luyện khí. Những ngày qua cũng đã từng giao thủ với đệ tử Ngũ Hành Tông chúng ta, so với luyện khí còn mạnh hơn, thậm chí có thể so với trúc cơ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không thể lật bàn tay của Ngũ Hành Tông chúng ta ra được. Họ Trang nhìn như lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là khá để bụng mấy đệ tử này, nhất là đối với tiểu đồ đệ họ Mặc kia, càng thêm sủng ái. Chúng ta chỉ cần chế trụ tiểu đồ đệ kia, không, cho dù chế trụ bất kỳ một đệ tử nào trong đó, lấy cái này áp chế Trang tiên sinh, cũng không sợ hắn không chịu thua. Nếu như còn không được, Lưu Trường Môn chỉ lên trời, ngưng âm nói chúng ta còn có. Đại trận hộ sơn ngũ hành. Đại trưởng lão thất kinh, muốn mở đại trận. Lưu Trường Môn gật đầu, một khi đại trận mở ra, không lo không giữ được bọn họ. Tu vi của bọn họ dù có mạnh hơn nữa, cũng không dám vượt qua hạn chế của thiên đạo, tất nhiên sẽ bị vây ở bên trong đại trận này. Đại trưởng lão nhíu mày trầm tư. Lão cảm thấy Lưu Trường Môn nói có chút đạo lý, nhưng trong lòng lão vẫn không có chút tự tin nào. Hắn vẫn không dám đối địch với Trang tiên sinh. Đặc biệt là ở trong sơn môn Ngũ Hành Tông, ở trong đại trận hộ sơn, đối chọi gay gắt với Trang tiên sinh. Xấu mặt như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Đại trưởng lão lo lắng nói. Lưu Trường Môn liền lui một bước, nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không phải nhất định phải xé rách ra mặt với Trang tiên sinh. Chúng ta khoản đãi nhiệt tình, lỡ như hắn ở lại, chẳng phải càng tốt hơn. Cho dù không thể không mở đại trận ra, bình đao tương kiến, cũng không phải cứ nhất định phải giết đến chết ta sống, chỉ cần hắn giao ra truyền thừa Ngũ Hành Tông ta, dù chỉ giao một nửa, cũng tốt quá mức sói mòn, rơi vào trong tay người khác. Đối với lão tổ tông của tông môn, chúng ta cũng dễ có cái bàn giao. Đại trưởng lão, Lưu Trưởng Môn nhìn đại trưởng lão, giọng điệu khẩn thiết, truyền thừa là việc lớn. Truyền thừa là chuyện lớn. Trong lòng đại trưởng lão run lên. Đúng vậy, tất cả những thứ này là vì truyền thừa của Ngũ Hành Tông ta. Cho dù có nguy hiểm, cũng không thể không mạo hiểm. Đại trưởng lão lại liếc nhìn Lưu Trưởng Môn, âm thầm gật đầu. Cái trưởng môn này, mặc dù cảnh giới thấp chút ít, cách cục nhỏ chút, nhưng gặp phải sự tình, cũng vẫn còn có chút chừng mực, có thể xuất ra chút ít thủ đoạn. Tốt, đại trưởng lão gật đầu nói, ngươi lập tức đi chuẩn bị. Nhất định phải giữ bọn họ ở lại Ngũ Hành Tông ta. Lưu Trưởng Môn thần sắc vui mừng, chắp tay đáp vâng. Hai người thương nghị xong, đại trưởng lão còn lưu lại trước điện thờ, vừa trầm tư vừa lo lắng. Lưu Trưởng Môn thì một mình ra khỏi tàng trận các. Bóng đêm đã tới, bên ngoài tàng trận các, một mảnh tường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Lưu Trưởng Môn đi ra ngoài tàng trận các, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười lạnh một tiếng. Truyền thừa lớn. Truyền thừa cái rắm. Chuyện cho tới bây giờ, Ngũ Hành Tông còn có truyền thừa gì? Trận học xuống dốc, trận sư trôi đi. Ngũ Hành Tông bây giờ chỉ là vỏ ngoài của Thổ Mộc Hưng Tông, chỉ có bề ngoài, giống như điện thờ kia, chỉ là vỏ ngoài vàng ngọc mà thôi. Không có ai, không có trận pháp, chỉ có xác không, có thể có tác dụng gì. Trấn Hưng Tông môn, chỉ là trò cười. Lưu Trưởng Môn cười khinh miệt, lập tức xoay nhẫn ngọc của mình. Nhưng cũng không thiệt. Chính mình những năm này, cũng từ đó kiếm được không ít chỗ tốt, ép khô giá trị những gỗ mục xà nhà này, kiếm được đầy bồn đầy bát, chuyện cho tới bây giờ, có thể chạy trốn. Cục diện rối rắm này là của người khác.
Linh thạch mới là của mình. Về phần ngũ hành tông, Lưu trưởng môn hừ lạnh một tiếng. Tuy mình là người ngũ hành tông, nhưng cũng chỉ là một thân phận mà thôi, thay đổi môn đình cũng không có gì lớn. Nhưng trước khi mình rời đi, ngũ hành tông này còn có tác dụng cuối cùng. Lưu trưởng môn thu hết toàn bộ sơn môn ngũ hành tông vào trong mắt, khóe miệng hiện ra một tia lạnh ý. Hai ngày sau, Lưu trưởng môn đến bái phòng Trang tiên sinh. Hắn vẫn là vẻ mặt thản nhiên, không có tâm cơ, thành khẩn nói. Vãn bối kính ngưỡng Trang tiền bối đã lâu, trước đó chỉ trích chỗ nào, làm khó dễ nhiều, kính xin tiền bối thứ lỗi. Trang tiên sinh từ chối cho ý kiến. Lưu trưởng môn lại nói. Bây giờ truyền thừa xong, lại vừa đúng lúc gặp, kính xin tiền bối, ở ngũ hành tông làm khách thêm một chút thời gian, cũng để cho ta tận tình chủ nhà. Lưu trưởng môn nói rất chân thành, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Hắn không đoán được ý đồ của Trang tiên sinh, không đoán được tâm ý của Trang tiên sinh, bị ánh mắt thâm thúy của Trang tiên sinh nhìn, cũng như có tia sáng ở sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưu trưởng môn tâm tình thấp thỏm chờ Trang tiên sinh trả lời. Trang tiên sinh trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, được. Một tiếng, được, này khiến Lưu trưởng môn như chút được gánh nặng. Hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi vài phần, không khỏi cười nói. Tiền bối chịu nể mặt, vãn bối vô cùng cảm kích. Trang tiên sinh khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm, chỉ bưng chén trà. Lưu trưởng môn rất thức thời, liền chắp tay hành lễ nói. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu nữa, cáo từ. Sau khi Lưu trưởng môn rời đi, Trang tiên sinh liền gọi Mạc Hỏa tới, suy nghĩ một chút, liền phân phó. Những ngày qua ngươi siêng năng tu luyện, ngay tại ngũ hành tông trúc cơ đi. Mạc Hỏa hoảng sợ, ở ngay chỗ này sao? Ngũ hành tông cũng không phải nơi tốt lành gì. Từ trên xuống dưới, đối với mình thế nhưng là vừa đố kỵ vừa hận, không nói ôm địch ý, chí ít cũng là thái độ bất thiện. Trang tiên sinh lại chắc chắn nói, không sao, ở đây trúc cơ. Mạc Hỏa lại có chút nghi hoặc, có phải là quá nhanh rồi không? Tu vi của hắn, sau khi đạt tới luyện khí tầng 9, đại khái cũng chỉ mấy tháng, khí hải còn chưa tính là vững chắc, căn cơ cũng không tính là vững chắc, tu vi càng không tính là vững chắc. Hiện tại trúc cơ, cảm giác vẫn là sớm hơn một chút. Trang tiên sinh ôn hòa nói, linh căn của ngươi, không được tốt lắm, dù linh lực có tu luyện thế nào thì cũng chỉ có như vậy, cho nên không có nhiều yêu cầu như vậy, không cần rèn luyện cảnh giới, không cần căn cơ vững chắc, có thể đột phá thì đột phá, chỉ cần có thể trúc cơ là được. Mặc dù ngữ khí rất ôn hòa, nhưng lời này vẫn có chút đau lòng. Được rồi. Mạc Hỏa gật đầu, sau đó lại nói, sư phụ, thần thức của con cũng đủ rồi sao? Người vẽ ngũ hành linh trận, sẽ tăng cường thần thức sao? Trang tiên sinh hỏi. Có, nhưng không tính là nhiều. Mạc Hỏa nói đúng sự thật. Có thể đột phá thập tứ văn không? Mạc Hỏa suy nghĩ một chút, lắc đầu, cảm giác rất khó. Những ngày qua, hắn không làm gì liền vẽ ngũ hành linh trận. Hắn lần lượt vẽ lại năm linh trận kim mộc thủy hỏa thổ, lần lượt. Ban ngày vẽ, buổi tối cũng vẽ ở trên đạo bia. Thần thức của hắn thật sự đang chậm rãi tăng trưởng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng cũng coi như khả quan, so với họa linh su trận trước đó thì nhanh hơn không ít. Ngũ hành linh trận yêu cầu, mặc dù là 13 văn, nhưng bởi vì muốn thần thức hóa đạo, phân ra một bộ phận thần thức, dung nhập vào trận pháp, cùng linh lực hóa một. Cho nên thần thức thực tế tiêu hao nhiều hơn 13 văn một chút. Mà linh su trận chỉ có 12 đường vân. Thần thức của hỏa linh su trận tăng cường, nếu như là một dòng suối nhỏ. Như vậy vẽ ngũ hành linh trận tăng cường thần thức, chính là một con sông nhỏ. Chẳng qua dòng suối nhỏ cũng tốt, sông nhỏ cũng thế, trước ngưỡng cửa từ 13 văn đến 14 văn, đều có chút như muối bỏ biển. Giống như dẫn nước rót vào khe rãnh, nước không tính là nhỏ, nhưng khe rãnh này, lại sâu không lường được. Làm sao cũng rót không đầy. Trang tiên sinh trầm tư một lát, nói, vậy thì quên đi, trực tiếp lấy thần thức 13 văn đỉnh phong trúc cơ đi. Không cần đến 14 văn sao, Mạc Hỏa yếu ớt nói. Trang tiên sinh lắc đầu thở dài. Không bắt buộc, thập tứ văn tuy tốt, nhưng đích xác quá khó khăn. Hơn nữa kế hoạch không theo kịp biến hóa, không có bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Trang tiên sinh hiện lên một tia phiền muộn, sau đó lại dặn dò. Ngươi dùng 13 văn đỉnh phong trúc cơ, tuy rằng không tính là cực hạn, nhưng cũng đã rất tốt. Trang tiên sinh vốn định nói, rất mạnh, nhưng do dự một chút, vẫn là không muốn để Mạc Hỏa kiêu ngạo. Nhưng mà dựa vào tâm mà nói, luyện khí có thần thức 13 văn đỉnh phong, cho dù ở trong nhận thức của hắn, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí đã xem như cực hạn. Lại hướng lên,
thật sự là quá khó khăn. Trang tiên sinh trầm giọng nói, ngươi dùng thần thức 13 văn đỉnh phong trúc cơ, theo lý mà nói, sẽ đột phá trở ngại, thần thức tăng gấp bội, đạt tới trúc cơ trung kỳ, từ 14 văn đến 16 văn. Về phần cụ thể bao nhiêu, thì phải xem duyên phận. Mặc Hòa Hiếu Kỳ nói, sư phụ, thần thức tăng gấp bội, vì sao không phải 26 văn? Trang tiên sinh ngẩn ra, không khỏi ấn trán của Mặc Hòa. Nghĩ gì thế, thần thức tăng trưởng, cũng không phải đơn giản là giảm thêm. Vãn văn, chỉ là khắc độ. Trong hai khắc độ, lượng thần thức rất có thể cách biệt một trời. Luyện khí cửu văn và trúc cơ thập văn chênh lệch khoảng gấp đôi. 26 văn, đó đã là kim đan rồi. Nào có loại chuyện tốt này. Mặc Hòa ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó lại tò mò hỏi. Sư phụ, thần thức trúc cơ sơ kỳ và trúc cơ trung kỳ cũng cách nhau gần gấp đôi sao? Trang tiên sinh nói, cái này thì chưa chắc, trúc cơ tiền kỳ và trúc cơ trung kỳ, thần thức cách xa nhau rất lớn, nhưng cũng không thể nhiều gấp đôi như vậy. Mặc Hòa tâm tư nhạy cảm, liền lại phát hiện một vấn đề. Vậy tại sao ta đột phá trúc cơ, thần thức tăng gấp bội, chỉ có thể đến trúc cơ trung kỳ? Trang tiên sinh nhấp một ngụm trà, tiếp tục giải thích cho Mặc Hòa. Bởi vì thần thức càng về sau, tăng trưởng càng chậm, tăng trưởng càng khó. Hơn nữa, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, thần thức của ngươi bây giờ đã rất mạnh, cho nên đột phá cảnh giới, thần thức sẽ tăng nhiều, nhưng chưa chắc sẽ tăng gấp bội. Thiên đạo ngăn cản, tổng có hạn độ, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Không hạn chế, thần thức của đứa nhỏ này, thật sự là vô pháp vô thiên, rồi. Trang tiên sinh nhìn Mặc Hòa, trong lòng yên lặng thở dài. Mặc Hòa cái hiểu cái không gật gật đầu. Được rồi, chuyên tâm tu luyện đi. Trang tiên sinh lại nhìn Mặc Hòa, ôn hòa cười nói. Đoán chừng không đến một tháng, tu vi liền không sai biệt lắm, thử đột phá cảnh giới một chút, nhìn xem thiên diễn quyết bình cảnh là cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp, đột phá bình cảnh, thành đạo trúc cơ. Vâng. Mặc Hòa gật đầu, con mắt sáng lấp lánh. Tuy không đến được thập tứ văn, có chút tiếc nuối, nhưng sắp trúc cơ rồi, hắn vẫn rất vui vẻ. Không có 14 văn, cũng thôi đi. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tu đạo chú ý thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Không thể rắn nuốt voi, người không đủ lòng người. Từ đó về sau, một tháng thời gian, Mặc Hòa đều chuyên tâm tu luyện, không ngừng thu nạp linh thạch. Mặc dù học trận pháp, cũng chỉ là đi học đạo bia giờ tí, thời gian ban ngày, hắn cơ bản đều dùng để đả tọa luyện hóa linh thạch. Ngày thường tu luyện, chú ý không nhanh không chậm, nước chảy đá mòn. Mỗi ngày kiên trì, mang theo luyện là được. Nhưng bây giờ sắp trúc cơ, phải bỏ thêm chút thời gian, tốn nhiều chút linh thạch, muốn đem thời gian cùng linh thạch, đều dùng ở trên lưỡi đao. Mặc Hòa chuyên tâm tu hành, chuẩn bị cho trúc cơ. Bạch Tử Hy và Bạch Tử Thắng biết Mặc Hòa muốn trúc cơ, cũng không quấy rầy hắn, đồng thời yên lặng hộ pháp cho tiểu sư đệ, để ngừa hắn tu luyện xảy ra sự cố, hoặc là bị những người khác quấy rầy. Mà việc tu hành của Mặc Hòa cũng tương đối thuận lợi. Linh thạch tiêu hao từng viên, linh lực cũng đang gia tăng từng chút một. Rốt cục, một tháng sau, tu vi của Mặc Hòa đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn cũng chạm đến bình cảnh trúc cơ. Hôm nay, Mặc Hòa tu luyện bình thường, bỗng nhiên khí hải rung động, tự động tràn đầy. Mặc Hòa thần sắc vui vẻ. Viên mãn 9 tầng, linh lực tràn đầy. Hắn đã chạm tới bậc cửa của trúc cơ. Linh lực tràn đầy, ngưng kết, lưu chuyển, dần dần ngưng chất, giống như bị một tầng hơi nước che phủ, ướt sũng. Đây là điểm báo linh lực như thủy ngân, cũng là điều kiện tiên quyết để trúc cơ. Linh lực như thủy ngân, đang lâm trúc cơ. Nhưng trước khi linh lực ngưng luyện như thủy ngân, còn cần đột phá bình cảnh. Bình cảnh này tùy từng người mà khác nhau, chủ yếu quyết định bởi công pháp và linh căn của tu sĩ. Công pháp của Mặc Hòa là thiên diễn quyết. Như vậy bình cảnh của trúc cơ, như thiên diễn quyết ghi lại, chính là ở thức hải. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, những linh lực tràn đầy này liền hóa thành linh ti mờ mịt, từ khí hải trải ra, dọc theo kinh mạch, hội tụ về phía bách hội, sau đó ở chỗ thiên môn, rót vào bên trong, tiến vào thức hải của Mặc Hòa. Linh lực tiến vào thức hải hóa thành tơ nhện, bắt đầu đan thành trận pháp. Một màn này, Mặc Hòa cũng không xa lạ gì. Luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ, lại từ luyện khí trung kỳ, đột phá đến luyện khí hậu kỳ, Mặc Hòa đều trải qua một màn này. Lần này cũng không có gì khác biệt. Linh ti phát hỏa thành văn, vẽ thành mê trận, bao trùm trong thức hải. Điều duy nhất Mặc Hòa lo lắng, là bí trận này vượt qua nhất phẩm cửu văn,
ngưng tụ thành thập văn, thậm chí thập văn trở lên, Mặc Hỏa chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ học qua tuyệt trận. Như vậy thông qua giải trận, đột phá bình cảnh, liền cực kỳ khó khăn. Hắn muốn trúc cơ, cũng sẽ cố hết sức hơn rất nhiều. Mặc Hỏa có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm vào sợi tơ, nhìn chúng nó giống như dệt hoa, miêu tả ra từng bộ mê trận, một lát sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Là phục trận mà thôi, đều coi như đơn giản. Lấy trình độ trận pháp trước mắt của mình, phá giải phục trận, vẫn là thành thạo điêu luyện. Cũng may mắn sư phụ dạy mình rất nhiều chi thức trận pháp cao thâm, còn để cho mình lấy trận pháp lập thân, lấy thần thức chứng đạo, trình độ trận pháp của mình cũng vượt xa nhất phẩm trận sư bình thường. Nếu không, cho dù chỉ là phá giải phục trận, cũng rất khó giải quyết. Bây giờ muốn thuận lợi trúc cơ, đoán chừng còn phải tốn gặp rất nhiều trắc trở. Cố gắng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mặc Hỏa thầm cảm thấy may mắn. Thế nhưng một lát sau, hắn khẽ giật mình, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Không đúng. Bí trận vẫn còn tiếp tục tạo ra. Hơn nữa một chút dấu hiệu cũng không có biểu hiện dừng lại. Một trận đồ được bố trí lại, một trận đồ được bố trí từ từ, cũng nối liền với nhau. Bí ẩn trận cũng càng ngày càng nhiều, từng cái như bông tuyết mùa đông, tầng tầng lớp lớp, rơi vào cùng một chỗ, bao trùm toàn bộ thức hải. Chờ tạo ra bí ẩn trận xong, Mặc Hỏa không khỏi há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là thứ gì? Linh lực giống như sợi tơ, lít nha lít nhít, bện nguyên một mảnh trận pháp thiên địa, giống như là một cái kén khổng lồ, đem thức hải của nó hoàn toàn che lấp triệt để. Đây là đại trận do mê trận cấu thành. Mặc Hỏa tâm thần chấn động. Đại trận như kén, che đầy thức hải. Hoặc là mua dây buộc mình, hoặc là phá kén thành bướm. Mặc Hỏa trầm mặc thật lâu, nhất thời im lặng. Điều này cũng quá bất hợp lý. Làm sao có thể có bình cảnh trúc cơ như vậy? Mặc Hỏa lại đánh giá một chút, cái mê trận to lớn này, thần thức xẹt qua, thô sơ giản lược đếm, ánh mắt chấn động. Bí trận bao hàm cả tòa đại trận, ít thì mấy vạn, lớn thì mấy chục vạn. Những mê trận này, đều phải tự mình giải khai từng cái một. Điều này phải giải đến ngày tháng năm nào? Mặc Hỏa cau mày, thử giải mấy đạo mê trận. Bí ẩn trận không tính là khó, có thể giải khai. Chỉ là số lượng rất nhiều. Mặc Hỏa tính toán một chút. Mỗi ngày giải 10 bộ trận pháp, đại khái cần 1-20 năm, mới có thể hoàn toàn giải hết mê trận, tự mua dây buộc mình, này. Mặc Hỏa lại giải một hồi, lại ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi thở dài thật sâu, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trước mắt là một mảnh trận hải mênh mông bát ngát. Mà mấy đạo mê trận hắn vừa mới giải, chỉ là giọt nước trong biển cả. Vừa nghĩ tới còn có nhiều bí ẩn muốn giải như vậy, Mặc Hỏa liền tê cả da đầu. Đây còn không phải phiền toái nhất. Nếu như những bí ẩn trận này cấu thành đại trận, như vậy chỗ khó khăn nhất là ở trận su của nó. Trận su mê trận, sẽ có kết cấu gì? Phải giải như thế nào? Mặc Hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Đây căn bản không phải vấn đề một người có thể giải quyết. Xây dựng đại trận, cần hao phí nhân lực thật lớn, phá giải đại trận, hao phí thần thức tính toán, sẽ chỉ càng nhiều. Bởi vì giải trận so với hỏa trận thì phiền phức hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Mặc Hỏa nhíu mày. Ngoài trừ giải trận, hắn có thể nghĩ đến một biện pháp khác, chính là băng giải. Ngũ hành đồ yêu đại trận chính là bị hắn lợi dụng nghịch linh trận, triệt để vỡ vụn, không chừa một mảnh ngói. Nhưng vấn đề là, đây là ở thức hải của mình. Băng giải đại trận, đoán chừng mình cũng sẽ xong đời. Mặc Hỏa lại thở dài. Chỉ có thể đi hỏi sư phụ. Ngày hôm sau, Mặc Hỏa liền khẩn cấp đi tìm Trang tiên sinh. Trang tiên sinh đang uống trà, nghe vậy thì hơi khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đại trận. Vâng. Mặc Hỏa gật đầu nói, rất nhiều, che khuất thức hải của ta, trận văn rất nhiều, linh tơ dày đặc, giống như kén màu lam nhạt. Đồng tử Trang tiên sinh co rụt lại kén. Vâng. Mặc Hỏa lại gật đầu, sau đó lo lắng hỏi. Sư phụ, ta đây còn có thể trúc cơ không? Ánh mắt Trang tiên sinh ngưng lại, sau đó cười nhạt một tiếng, ấm giọng nói. Trúc cơ nào mà không khó. Bình cảnh sở dĩ là bình cảnh, cũng là bởi vì có đại đạo ngăn chặn, không dễ vượt qua, nếu không thế gian này, người người đều tu đạo không trở ngại. Nếu là tu sĩ, lập chí tìm kiếm thiên đạo, bất luận khó ở đâu, cũng không được gây trở ngại đạo tâm. Ngày mai ngươi lên trúc cơ, cũng phải tu hành, phải giải trận, cho dù là 10 năm sau, 20 năm sau lên trúc cơ, cũng phải tu hành, phải giải trận. Tu sĩ chỉ cầu đại đạo, không hỏi thành bại.
Chuyện cần làm, đều giống nhau, không nên vì được mất mà sợ đầu sợ đuôi. Tâm cảnh Mặc Hòa rộng mở trong sáng, một ít nghi ngờ cũng đều thoải mái. Đúng vậy, lo lắng cũng vô dụng. Nếu như bình cảnh này thật muốn một hai chục năm mới có thể giải khai, vậy cũng chỉ có thể như thế, chẳng lẽ mình còn có thể không giải trận, không đột phá, làm cả một đời luyện khí hay sao? Chuyện đã định, lo trước lo sau cũng không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chuyện cần làm, tóm lại là giống nhau. Mình là trận sư, chỉ cần toàn tâm toàn ý, học trận pháp, giải trận pháp là được. Không thể bởi vì khó dễ thành bại được mất, đạo tâm rối loạn. Mặc Hòa bởi vì trúc cơ mà có chút nôn nóng, dần dần bình tĩnh lại, khí tức dần dần bình thản, ánh mắt cũng dần dần kiên định. Trang tiên sinh trong lòng vui mừng, khẽ gật đầu, cười nói. Không sai, ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi, nhưng cũng không cần sốt ruột, giải khai hoàn toàn bí ẩn trận cũng sẽ không lâu như vậy. Vâng, sư phụ. Thầy trò hai người nói xong, Mặc Hòa đứng dậy hành lễ, liền muốn cáo từ, trở về lại cân nhắc chuyện bí ẩn, trang tiên sinh lại đột nhiên gọi Mặc Hòa lại, hơi dừng một chút, nói. Mặc Hòa, ngươi cho ta xem một phần Mặc Hòa mê trận. Mặc Hòa không rõ cho lắm, nhưng vẫn lấy giấy bút ra, vẽ ra một bộ phận mê trận, cùng với một bộ phận trận xu. Trang tiên sinh gật đầu, được. Sau khi Mặc Hòa đi, trang tiên sinh liền nhìn bộ phận bí ẩn kia Mặc Hòa vẽ ra, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Khôi lão hiện ra thân hình, nhìn thoáng qua mê trận, cũng nhíu chặt lông mày. Đây là cái gì? Không biết, trang tiên sinh có chút thất thần. Ánh mắt khôi lão hơi trầm xuống, lắc đầu chưa từng thấy. Rõ ràng chỉ là trận pháp nhất phẩm, hơn nữa cũng là bí trận, nhưng trong lịch duyệt tu đạo nhiều năm của hắn, lại tựa như không có một chút ấn tượng. Đúng vậy, trang tiên sinh lẩm bẩm nói, ta cũng tưởng rằng, đời này của ta sẽ không bao giờ nhìn thấy loại trận pháp này nữa. Khôi lão thần sắc nghiêm túc, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Loại trận pháp này, gọi là... Trang tiên sinh trầm mặc hồi lâu, mắt lộ ra lay động, lúc này mới mở miệng nói. Đại trận mê hoặc. Khôi lão đột nhiên mở to hai mắt, đại trận mê hoặc. Trang tiên sinh cười khổ gật đầu. Đại trận mê hoặc trời cao. Vẻ mặt khôi lão biến hóa, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem lời nói, đều nuốt trở về trong bụng, chỉ là lo lắng nói. Sao lại là... Tại sao lại là đại trận mê hoặc? Khôi lão cau mày, không có truy đến cùng, mà hỏi. Đại trận mê hoặc này có gì khác với bí trận bình thường? Trang tiên sinh lắc đầu, không giống nhau. Bí trận có thể cấu thành đại trận, nhưng loại đại trận này chỉ là tập hợp đơn giản bí ẩn trận, chỉ có quy mô đại trận, không có xương cốt đại trận, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là đại trận. Trang tiên sinh lại nhìn thoáng qua, Mặc Hòa vừa mới vẽ xuống trận pháp, thở dài. Đại trận mê hoặc trời đất khác nhau. Nó là một loại, đại trận cực kỳ đặc thù. Đặc thù đến mức, căn bản không rõ, bản chất của trận pháp này, đến cùng là cái gì. Đại trận mê hoặc, hoặc có phong ấn, đều là một ít bí ẩn không thể biết. Đại trận mê hoặc, có bí ẩn ngập trời. Liên quan đến trận lý, cũng ly kỳ cổ quái. Trang tiên sinh nhìn chằm chằm khôi lão, như là hỏi, lại như là tự hỏi. Bí trận chỉ là trò siết giải mật, vì sao có thể cấu thành đại trận? Làm sao mới có thể cấu thành đại trận? Hết thầy đại trận, chủ tính chung ngàn vạn trận pháp, chú ý đồng căn đồng nguyên, chủ sát, chủ khốn, chủ phòng đều có. Bí trận như vậy, chủ tính chung là trận pháp gì? Có cùng gốc rễ, có cùng nguồn gốc, nó chủ trương lại là cái gì? Một chữ bí ẩn sao? Lại là hạng người gì, có thể có năng lực, có quyết đoán, có thần thức mạnh như vậy diễn toán, đi tạo dựng một tòa đại trận bí ẩn. Xây dựng đại trận bí ẩn là vì cái gì? Trang tiên sinh trầm tư thật lâu, đột nhiên bừng tỉnh, lẩm bẩm, ta sai rồi, ngay từ đầu ta đã nghĩ sai rồi. Môn công pháp thiên diễn quyết này có vấn đề lớn. Ở bên trong thức hải, xây dựng đại trận mê hoặc. Môn công pháp này rất có thể, căn bản không phải là cho người học. Có lẽ, đây thật sự là công pháp mà ta học được trên mặt chữ, một loại yêu nghiệt nào đó. Người sáng chế ra môn công pháp này, rốt cuộc là ai? Hay nói cách khác, đây thật sự là công pháp mà, người, có thể sáng tạo ra sao? Người có thể dựa vào công pháp, xây dựng ra đại trận mê hoặc ngay trong thức hải của tu sĩ sao? Lông mày trang tiên sinh càng nhíu chặt. Cổ công pháp, đại trận mê hoặc rộng lớn. Thiên diễn, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Hắn cảm thấy mình tựa hồ nhìn thấy đầu mối gì đó, nhưng một khi ngẫm nghĩ, vẫn là một mảnh sương mù, tựa như lâm vào đại trận mê hoặc.
Thôi, Trang tiên sinh thở dài. Mình đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Vấn đề bây giờ là, đứa nhỏ mặc họa này. Đại trận mê hoặc này có thể giải không? Khôi lão hỏi. Mặc dù là bí ẩn, nhưng vẫn là bí ẩn trận, hơn nữa chỉ có nhất phẩm, lấy tạo nghệ trận pháp của đứa bé mặc họa kia, giải là có thể giải, chỉ có điều. Chỉ là, có khả năng thật sự phải tốn 10 năm. Đây là dưới tình huống thuận lợi. Nếu như đại trận bí ẩn có biến hóa khó lường gì, xảy ra biến cố không biết, vậy thì muốn trúc cơ, thật sự là khó như lên trời. Rất có thể trong vòng mấy chục năm đều có khả năng. Phải nghĩ biện pháp. Trang tiên sinh im lặng nói, trong đôi mắt, toán văn sáng tắt, thiên cơ chìm nổi, sau một hồi lâu, dường như tìm được một tia cơ duyên. Một tia cơ duyên này, cực kỳ mịt mờ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lại có thể nắm chắc. Trang tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ cười khổ. Người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ mọi chuyện đều đã được tính toán xong, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại lại phải tốn nhiều công sức hơn. Ta vốn còn muốn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ mặc họa này trúc cơ, giải quyết xong tâm nguyện, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không kịp rồi. Trên đường đi của ta, đến nơi đây chính là điểm cuối cùng. Ánh mắt Trang tiên sinh có chút buồn bã, sau đó lại thản nhiên. Cái gì nên tới, rồi cũng sẽ tới. Khôi lão yên lặng nhìn hắn, ánh mắt tối nghĩa, dần dần ẩn vào hắc ám. Sau khi mặc họa trở về, không làm gì liền chìm vào thức hải, từng bước đi giải khai mê trận. Tuy rằng có rất nhiều bí ẩn, nhưng hắn cũng không kiêu không vội. Nhưng giải được, hắn phát hiện phiến mê trận này, tựa hồ khác với mê trận mình gặp phải trước đó. Bí trận trước đó giống như là chết, là cứng nhắc, giải xong liền biến mất. Mà phiến đại trận bây giờ này, trận văn lưu chuyển, giống như là sống. Hơn nữa từng mảng lớn phục trận, liên kết với nhau, hô ứng lẫn nhau, cộng sinh cộng tồn. Nhất định phải nhằm vào phục trận, giải quyết một mảng lớn. Nếu không, giải trận đơn xong, còn có thể có trận đơn tiếp tục sinh thành. Mặc họa chỉ có thể đi thỉnh giáo Trang tiên sinh. Trang tiên sinh dường như đã chuẩn bị từ rất lâu, đem một sấp trận thư và trận đồ dày cộp giao cho mặc họa, nói thẳng. Đại trận trong thức hải của ngươi tên là Đại trận mê hoặc. Cái tên này, ngươi nhớ kỹ là được rồi, không được nói ra ngoài. Đây là một ít ghi chép về đại trận mê hoặc, còn có tâm đắc ta tổng kết, ngươi cẩn thận thu lấy, hảo hảo nghiên cứu, hẳn là có trợ giúp giải trận đối với ngươi. Mặc họa trong lòng cảm kích, nhưng lại cảm thấy có một tia không hài hòa. Dường như sư phụ đang bận rộn bàn giao điều gì. Sư phụ, mặc họa nhỏ giọng nói. Trang tiên sinh lại lắc đầu, không để cho hắn nói tiếp, chỉ nhẹ giọng nói. Đi xuống đi, học cho tốt. Mặc họa do dự một lát, vâng, một tiếng, cung kính rời đi, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút sầu lo không thể xua đi được. Có một số việc, hắn biết. Hắn biết sư phụ đang tránh người nào. Hắn cũng biết, sư phụ đã nói, mục đích của Vân Du lần này, chính là Ngũ Hành Tông. Vậy đến Ngũ Hành Tông, học ngũ hành linh trận, sau đó thì sao? Sư phụ chưa từng nói. Một số việc, mặc họa từ rất sớm trước đó, đã có suy đoán, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới kinh hãi ý thức được, cho dù không tình nguyện, nên tới, cũng vẫn sẽ tới. Mặc họa trong lòng bất an càng nặng. Mà bên ngoài Ngũ Hành Tông vẫn gió êm sóng lặng như cũ. Thẳng đến khi, mặc họa gặp được một người quen. Hôm nay, mặc họa đang cùng tiểu sư huynh tiểu sư tỷ nằm sấp trên một cái bàn học trận pháp. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, ngẩng đầu liền thấy cửa, một vị nữ tử dáng người thướt tha đứng đó, mang theo khăn che mặt, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặc họa ngẩn ra, sau đó vui mừng, Tuyết Di. Tuyết Di thấy mặc họa, vui vẻ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng đánh giá mặc họa vài lần, gật đầu nói. Đã lâu không gặp, cao lên rồi. Mặc họa cười tủm tỉm. Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy cũng rất vui mừng. Mấy người hàn huyên một hồi. Mặc họa liền nghi ngờ nói, Tuyết Di, sao người lại tới đây? Đúng vậy, Bạch Tử Thắng nói, không phải sư phụ không để ngài theo tới sao? Là Trang tiên sinh gọi ta tới, Tuyết Di nói. Sư phụ, ba người mặc họa nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Tuyết Di gật đầu, Trang tiên sinh không cho ta đi theo, nhưng ta nhớ đến an nguy của các ngươi, thật ra vẫn đi theo các ngươi, chẳng qua là cách rất xa. Trang tiên sinh biết, cũng không trách tội, coi như là ngầm đồng ý. Những ngày qua, ta đều ở ngoài thành Ly Sơn, mấy ngày trước, ta muốn viết một lá thư, gửi cho phu nhân, liền thấy mực nước không bút mà động, thấm giấy thành văn, ngưng tụ thành một chữ, lai.
ta liền biết, đây là ý của Trang tiên sinh, ông muốn ta tới đây. Thế nhưng, sư phụ gọi ngài tới, là vì sao? Mặc Hòa có chút nghi hoặc. Tuyết Di lắc đầu, bà cũng không rõ lắm. Trang tiên sinh đã nghỉ ngơi chưa? Tuyết Di hỏi. Mặc Hòa nói, sư phụ đã nghỉ ngơi, hiện tại đang uống trà. Tuyết Di gật đầu, đứng dậy đi thăm hỏi Trang tiên sinh. Ba người Mặc Hòa cũng đều đi theo. Trong phòng cổ kính, hương trà thoang thoảng, Trang tiên sinh dáng người yêu nhã mà thẳng tắp, đang nghiêm túc uống trà xanh do Mặc Hòa nấu cho ông. Thấy Tuyết Di, Trang tiên sinh cũng không bất ngờ. Tuyết Di cung kính thi lễ với Trang tiên sinh gật đầu ra hiệu. Tuyết Di liền thấp giọng hỏi, không biết tiên sinh gọi ta đến đây, có gì phân phó? Trang tiên sinh trầm mặc một lát, ánh mắt hàm xúc, đều nhìn thấy bộ dạng của ba người Mặc Hòa, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi mang ba đứa nhỏ này đi đi. Rời khỏi Ngũ Hành Tông, rời khỏi Ly Sơn Thành, đừng trở về nữa. Sư phụ. Ba người Mặc Hòa cả kinh. Tuyết Di cũng biến sắc, vội nói Trang tiên sinh. Trang tiên sinh lắc đầu, những gì nên dạy ta đều đã dạy, nơi này là chốn thị phi, các ngươi không thể ở lại nữa. Nhưng mà, Trang tiên sinh thần sắc lãnh đạm, ánh mắt quả quyết. Đây là bộ dáng tâm ý đã quyết. Tất cả mọi người đều biết Trang tiên sinh cao thâm khó dò, làm việc tự có phán đoán, bọn họ căn bản không can thiệp được. Tuyết Di bất đắc dĩ thở dài. Tiên sinh, khi nào ta dẫn bọn họ rời khỏi? Trang tiên sinh đã sớm đoán được, ngày mai đi. Tuyết Di chắp tay nói phải. Mặc Hòa đầy mắt không muốn, còn muốn nói gì, đã thấy Trang tiên sinh lắc đầu, ấm giọng nói. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi cùng sư huynh sư tỷ đi thu thập một chút, ngày mai liền rời đi. Mặc Hòa có chút chua xót, nhưng vẫn hiểu chuyện gật gật đầu, ừ, sư phụ. Ba người trở về phòng, vẻ mặt đều có chút buồn bã. Bạch Tử Thắng khó hiểu nói, vì sao sư phụ đột nhiên để cho chúng ta đi? Không phải đột nhiên, Mặc Hòa thần sắc cô đơn, lắc đầu nói, sư phụ hẳn là đã sớm có dự định như vậy. Ngũ Hành Tông, là điểm cuối của lần vân du này. Bạch Tử Hy cũng cúi thấp ánh mắt, con người tuyệt mỹ hiện lên một tia xa xút, sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Di, hỏi. Tuyết Di, có phải mẫu thân bảo người tới không? Tuyết Di giật mình. Bạch Tử Thắng nói, Tử Hy, Tuyết Di vốn chính là phụ mệnh của mẫu thân, bảo hộ chúng ta. Bạch Tử Hy lắc đầu, không giống nhau, ý của ta là, mẫu thân. Có phải nàng cũng muốn tới hay không? Miểu Miểu đi theo sư phụ, là phụ mệnh lệnh của mẫu thân, dẫn đường cho nàng. Tuyết Di nhìn đôi mắt thanh lệ của Bạch Tử Hy, nhất thời có chút giật mình. Tử Hy tiểu thư, thật giống phu nhân. Đều là tuyệt mỹ, băng tuyết thông minh, hơn nữa tâm tư cũng nhạy bén, ánh mắt quả quyết. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tuyết Di không muốn giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, phu nhân sẽ đến. Bạch Tử Hy hơi tái mặt. Bạch Tử Thắng vẫn không rõ, mẫu thân đến rồi, lại làm sao vậy? Bạch Tử Hy mím chặt môi, ánh mắt trầm thấp, sư phụ và mẫu thân là đồng môn, tình như thủ túc, nhưng nhiều năm như vậy, sư phụ vẫn không muốn gặp mẫu thân. Vì sao? Bạch Tử Thắng nghi hoặc. Bởi vì, Bạch Tử Hy dừng một chút, trầm giọng nói, mẫu thân. Đang tính kế sư phụ. Tính kế? Bạch Tử Thắng giật nảy mình. Hai người là huynh muội, có một số việc, Bạch Tử Thắng tính cách rộng rãi, chưa từng phát hiện, nhưng Bạch Tử Hy tâm tư tinh tế, lại biết rõ trong lòng. Trước đó mẫu thân tính không được, cho nên không dám tới gặp sư phụ, nhưng hiện tại nàng tới, liền ý nghĩa, sư phụ đi không được. Bạch Tử Thắng nói, cho dù mẫu thân tới, cũng không có gì, chẳng lẽ bà ấy còn hại sư phụ sao? Kẻ thù của sư phụ rất nhiều. Bạch Tử Hy rũ mắt thở dài, mẫu thân có thể tính ra, kẻ thù của hắn cũng có thể tính ra, sư phụ đi không được, vậy tự nhiên sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Mặc Hòa nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, kẻ thù của sư phụ, có rất nhiều sao? Bạch Tử Hy gật đầu, nhìn Mặc Hòa nói, rất nhiều, có chút là có mối hận cũ, có chút thì chỉ đơn thuần là mưu đồ gây rối. Mặc Hòa ngẩn ra, trên người sư phụ, có bảo vật khiến người ta mơ ước. Bạch Tử Hy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tuyết Di. Tuyết Di giật mình một lát, sau đó thở dài. Trên người Trang tiên sinh có bí mật lớn, nhưng bí mật này phu nhân biết, đại tu sĩ của đạo đỉnh biết, lão tổ của ma môn biết. Tuyết Di cười khổ, không phải là thứ ta có thể biết. Những tu sĩ này, cách Mặc Hòa quá xa, những thế lực này, cũng đều quá khổng lồ. Mặc Hòa chỉ là một tán tu cảnh giới luyện khí. Đối với loại phân tranh này, không có khái niệm gì, hắn chỉ nhớ Trang tiên sinh. Mặc Hòa hỏi, Tuyết Di,
Sư phụ không thể thoát thân sao? Tuyết Di nhìn con ngươi Mặc Hỏa, có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không nói. Nếu không phải Sơn Cùng Thủy Tận, Trang tiên sinh hẳn là sẽ không để ta mang các ngươi rời đi. Ba người Mặc Hỏa đều thất vọng cúi đầu xuống. Mặc Hỏa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng vô luận nghĩ như thế nào, vẫn phát hiện chính mình căn bản bất lực. Hắn chỉ là luyện khí, chỉ là trận sư nhất phẩm. Cho dù biết tuyệt trận, cũng chỉ là nhất phẩm tuyệt trận. Thần thức trúc cơ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ. Biết tính toán, nhưng lại không thể giống như sư phụ, hiểu rõ nhân quả, tính toán thiên cơ. Biết đại trận, nhưng cũng không thể dựa vào sức một mình, tạo dựng đại trận, nghịch chuyển càn khôn. Mình không giúp được gì, cũng không bảo vệ được sư phụ. Mặc Hỏa mất mát thở dài. Ngay lúc hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ, vẫn là hết đường xoay sở, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc đột nhiên thay đổi. Tuyết Di thấy Mặc Hỏa khác thường, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Mặc Hỏa nhíu mày không nói, liền chạy ra cửa phòng, đi tới hành lang, nhìn lên bầu trời. Tuyết Di, Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy cũng nhìn nhau, sau đó theo Mặc Hỏa đi ra ngoài phòng, từ tường cột chạm trổ ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng bầu trời một trắng xóa không có bất cứ gì thường gì. Bạch Tử Thắng hỏi, Mặc Hỏa, phát sinh cái gì? Mặc Hỏa ngửa đầu nhìn trời, thần sắc ngưng trọng, trời. Bị thứ gì đó, che, lại. Tuyết Di biến sắc, lại ngẩng đầu nhìn lên, một lát sau, nhíu mày. Nàng vẫn không nhìn ra cái gì. Giữa ban ngày ban mặt, trời quang vạn dặm. Một áng mây cũng không có. Nhưng nàng lại biết, mặc dù đứa nhỏ Mặc Hỏa này linh căn bình thường, nhưng thiên tư thông minh, thần thức dị bẩm, trận pháp bất phàm, lại được Trang tiên sinh sủng ái, tất nhiên thật sự nhìn thấy cái gì dị thường. Mặc Hỏa vẻ mặt nghiêm nghị. Từ khi thấy kiếp lôi, thấy qua tiên văn, hắn thường xuyên nhìn lên trời. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng loáng thoáng có thể cảm giác được một tia khí tức vi diệu trên bầu trời. Giống như đạo uẩn của đại địa. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời, là có thể cảm giác được thiên đạo tự cường, sinh sôi không ngừng. Nhưng bây giờ, tia ý uẩn này, lại không cảm giác được. Giống như bị thứ gì đó che đậy. Mặc Hỏa ngửa đầu, vẫn nhìn không chuyển mắt lên bầu trời, sau một lát, đồng tử hơi chấn động, lẩm bẩm nói. Đến rồi. Tuyết Di bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy bầu trời vốn như được gột rửa bỗng nhiên dâng lên huyết triều từ chân trời. Một đạo hồn phiên đỏ như máu, như thủy triều, che khuất bầu trời, từ chân trời chậm rãi lôi kéo, lan tràn, bao trùm tới. Dường như muốn bao phủ toàn bộ Ngũ Hành Tông, không, là toàn bộ Ly Sơn Thành. Đồng tử Tuyết Di hơi co lại, thất thanh nói. Chí bảo ma đạo, luyện hồn phiên. Dị tượng đột nhiên xuất hiện, huyết sắc đầy trời. Toàn bộ Ngũ Hành Tông lập tức lâm vào một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Biển máu từ nơi nào đến? Ma khí thật mạnh. Đây là Ma Tu Kim Đan Kỳ. Một đám trưởng lão cũng vừa kinh hãi vừa tức giận. Ban ngày ban mặt, càn khôn sáng sủa, lại lấy tà vận ma đạo, phạm tông môn ngũ hành ta, thật sự là khinh người quá đáng. Lai giả bất thiện. Không phải bất thiện, là đại hung. Dám khinh thường ngũ hành tông ta. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Đúng lúc này, trong biển máu đầy trời, nổi lên một thanh ma kiếm thật lớn, thân kiếm này, mọc ra một con mắt dựng thẳng thật lớn, máu trải rộng. Trong đồng tử dựng thẳng, có lít nha lít nhít mặt người. Chúng đang kêu rên, đang thống khổ, đang giãy giụa. Giống như oan hồn lệ quỷ sau khi bị ma kiếm cắn nuốt, không thể siêu sinh. Kiếm này vừa ra, huyết khí đầy trời ngưng tụ thành kiếm khí, như có thực chất, ẩn chứa lực sát phạt kinh khủng. Lại một thanh chí bảo ma đạo kim đan. Huyết phiên chủ khốn, ma kiếm chủ sát. Người của ngũ hành tông đều hoảng sợ, run rẩy không thôi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, mau, mở đại trận, mở đại trận, mở đại trận. Một đám trưởng lão lĩnh mệnh, vội vàng truyền lệnh xuống. Một lát sau, ngọn núi ngũ hành tông rung động, linh lực mãnh liệt, trên tông môn to như vậy, từng đạo trận văn, nhao nhao sáng lên, nương theo linh áp kinh người, kết thành một đại trận chỉnh tề. Ngũ sắc quang mang phóng lên cao. Nhị phẩm ngũ hành hộ sơn đại trận, toàn lực mở ra. Thời gian cách hơn 600 năm, bộ hộ sơn đại trận này của ngũ hành tông, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lượng lớn linh thạch trong nháy mắt tiêu hao, linh lực như nước lưu chuyển dọc theo trận xu, sôi trào mãnh liệt. Mặc Hỏa ở bên trong ngũ hành hộ sơn đại trận, trong lòng rung động không hiểu. Đây chính là ngũ hành hộ sơn đại trận. Là đại trận nhị phẩm.
Trận văn phức tạp hơn, trận xu càng hùng hậu hơn, hào quang năm màu sáng chói lóa, linh lực lưu chuyển, giống như sông lớn. Vừa đẹp, lại vừa to lớn. Mặc Họa tâm thần chấn động, bỗng nhiên cả kinh. Sư phụ, huyết phiên và ma kiếm, là chí bảo của Ma Tu Kim Đan. Ma Tu tổn hại đạo đình, bỗng nhiên ra tay, mục đích tự nhiên không thể là Ngũ Hành Tông, mà là sư phụ lúc này đang ở trong Ngũ Hành Tông. Mặc Họa vừa quay người lại, liền phát hiện không biết từ lúc nào, Trang Tiên Sinh đã đứng ở phía sau hắn. Sư phụ, Mặc Họa thần sắc lo lắng. Trang Tiên Sinh cưng chiều sờ sờ đầu hắn, mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn đại trận hộ sơn ngũ hành, cảm khái nói. Trận pháp này, là đồ tốt, đáng tiếc. Mặc Họa cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ma kiếm kinh khủng kia đã hóa ra vạn đạo kiếm khí huyết tinh, giống như cuồng phong cuốn sạch mưa rào, đột nhiên công hướng đại trận. Ma khí theo kiếm khí mãnh liệt mà tới, từng đạo, từng kiếm, rơi vào phía trên linh mạc của đại trận. Cả tòa đại trận phát ra tiếng vù vù kịch liệt. Toàn bộ ngũ hành tông, núi đá chấn động, tông môn lay động. Động phủ lật úp, mộc thạch đều có vết rách. Linh lực của đại trận cũng đang tiêu hao kịch liệt, nhưng cùng lúc đó, càng nhiều linh thạch bị tụ linh trận luyện hóa, giống như nước sông, tràn vào ngũ hành hộ sơn đại trận, vững chắc trận cơ, cung cấp trận pháp. Thế công của ma kiếm dừng lại. Mà ngũ hành hộ sơn đại trận, mặc dù hao tổn thật lớn, nhưng vẫn thủ được. Tất cả tu sĩ ngũ hành tông đều thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng của đại trưởng lão cũng rơi xuống. Giữ vững, có thể giữ vững là tốt rồi. Chỉ cần có thể giữ vững là tốt rồi, giữ vững là có thể có chuyển cơ. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là đạo thổ? Thiên hạ này, là thiên hạ của đạo đình. Những nghiệp chướng ma đạo này, mặc dù không biết vì sao đột nhiên to gan lớn mật, làm khó dễ ngũ hành tông, nhưng chỉ cần có thể giữ vững, chờ đạo đình hoặc là chính đạo khác đến giúp, liền có thể trừ khử đại họa lần này. Đại trưởng lão lại nhìn đại trận hộ sơn ngũ hành ngoài sơn môn, trong lòng thổn thức. Đại trận không hổ là căn cơ tông môn. Thời khắc sinh tử, đây thật sự là thứ cứu mạng. Nếu như không có đại trận, vừa rồi ma kiếm phóng thích kim đan kiếm khí, liền đủ để đem tu sĩ ngũ hành tông, diệt sát hơn phân nửa. Là kim đan còn sót lại của ngũ hành tông, bản thân tuổi già sức yếu, căn bản không ngăn cản được. Nhưng những yêu nghiệt ma đạo này, đến tột cùng là làm sao dám gióng trống khua chiêng, tấn công ngũ hành tông ta. Đại trưởng lão cao mày khó hiểu. Chẳng lẽ, mục đích của bọn họ là... Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, nhưng không đợi lão kịp suy nghĩ, thần sắc liền biến đổi, đột nhiên nhìn về phía đại trận, trong lòng kinh hãi. Không đúng. Hộ sơn đại trận này, có chút không đúng. Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh bốn phía rồi lạnh lùng nói, Liêu Thiên Đức đâu? Liêu Thiên Đức là trưởng môn ngũ hành tông. Trưởng lão và đệ tử của bốn ngũ hành tông nhìn nhau, lúc này bọn họ mới phát hiện ngũ hành tông gặp đại nạn, nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của trưởng môn. Liêu trưởng môn, đi nơi nào? Trong lòng đại trưởng lão lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía đại trận, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngũ hành hộ sơn đại trận vốn có linh lực năm màu lưu chuyển, đã dần dần biến thành màu máu. Huyết sắc này, là màu máu tanh. Trên đại trận dâng lên khí tức tà ma. Đây không phải là đại trận hộ sơn của ngũ hành tông. Đây là một môn đại trận tà đạo. Tại sao? Đại trận bị người động tay chân từ lúc nào? Đại trưởng lão biến sắc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, từ từ suy nghĩ rõ ràng. Xây dựng rầm rộ. Ngũ hành tông vì xây dựng động phủ, xây dựng rầm rộ, tất nhiên phải cải biến cách cục tông môn, cải biến ngũ hành hộ sơn đại trận, ở trong đó, có người lén lút động tay chân, âm thầm bóp méo trận xu. Chuyển đại trận hộ sơn của ngũ hành tông thành đại trận tà đảo. Có thể động tay chân, tất nhiên là cao tầng ngũ hành tông. Người có hiểm nghi lớn nhất chính là trưởng môn ngũ hành tông Liêu Thiên Đức. Quyền hành của hắn ở tông môn, chỉ dưới mình hắn. Trước đó mình bế quan, tất cả sự việc trong tông môn đều do hắn phụ trách, mà xây dựng rầm rộ, xây dựng động phủ, hắn cũng thu lợi nhiều nhất. Bây giờ đại nạn lâm đầu, hắn lại chạy. Liêu, Thiên, Đức. Đại trưởng lão tức giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xuất sinh quên nguồn quên gốc này đã sớm ruồng bỏ tông môn. Hắn ta vừa phẫn nộ, vừa nghi hoặc khó hiểu. Liêu Thiên Đức này, hắn dựa vào cái gì có thể bóp méo đại trận hộ sơn của ngũ hành tông? Nhị phẩm ngũ hành đại trận, đừng nói là cảnh giới trúc cơ Liêu Thiên Đức, ngay cả đại trưởng lão kim đan kỳ như hắn cũng không có tạo nghệ trận pháp cải biến. Đại trưởng lão ngẫm nghĩ thật kỹ, bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Có cao nhân ma đạo. Người này tất nhiên tinh thông trận pháp,
là hắn âm thầm sai Lưu Thiên Đức bóp méo trận văn của ngũ hành hộ sơn đại trận, mượn cơ hội xây dựng rầm rộ, chôn trận văn tà đạo ở phía trên trận cơ ngũ hành tông. Nhìn bề ngoài, đại trận ngũ hành tông vẫn là đại trận hộ sơn kia. Nhưng chỉ cần đại trận vừa khởi động, linh lực hao tổn tăng lên, bị ma khí nhuộm dần, kích hoạt trận văn tà đạo ẩn giấu, sẽ dần dần rút đi linh lực, diễn biến thành một môn đại trận ma đạo. Phương diện này liên quan đến trận pháp rất sâu. Đại trưởng lão rốt đặc cán mai, nhưng cũng biết, đại trận ngầm thay đổi, thủ bút như thế, không phải cao nhân ma đạo thì không thể. Hơn nữa rất có thể tu vi của người này không chỉ là kim đan. Đại trưởng lão như rơi vào hầm băng. Lúc này hắn mới ý thức được, đây là một cái bẫy. Ngũ hành tông là ván cờ, Lưu Thiên Đức là quân cờ. Ngũ hành hộ sơn đại trận, là một con rồng lớn. Có người chủ tính mấy trăm năm, ngầm bố trí quân cờ, bày ra sát cục này. Muốn giết không phải ngũ hành tông, mà chỉ có thể là... Đại trưởng lão quay đầu, nhìn ra xa xa, nhìn về phía Trang Tiên Sinh giữa hành lang tường cột chạm trổ. Là hắn. Ma giáo thiết lập ván cục, người muốn giết, là Trang Tiên Sinh. Cùng lúc đó, linh lực trên đại trận hộ sơn ngũ hành đã bị ô nhiễm hoàn toàn, biến thành màu đỏ tươi. Tất cả mọi người trong đại trận, bao phủ ở dưới huyết quang, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết khí trên người, cũng tựa như đang dần dần sói mòn. Những huyết khí sói mòn này, chậm rãi dâng lên, tụ hợp vào đại trận, từng chút một mạnh hơn. Trong lòng đại trưởng lão tuyệt vọng. Đây là, ngũ hành huyết sát đại trận. Đây là một loại đại trận vây giết nhị phẩm ma đạo. Tu sĩ bị vây ở trong đại trận, không cách nào thoát thân, chỉ có thể bị luyện hóa huyết khí mà chết. Những ma đầu kim đan ma đạo này muốn dùng trận này để vây khốn Trang Tiên Sinh. Đúng lúc này, xa xa ngũ hành tông, trong biển máu đầy trời truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ma đạo, Vũ Hóa Cảnh, Huyền Tán Nhân. Cầu kiến Trang Tiên Sinh. Vũ Hóa Cảnh, Huyền Tán Nhân. Đại trưởng lão bị hai chữ, Vũ Hóa, chấn nhiếp, hồi lâu phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm tên, Huyền Tán Nhân, đột nhiên tim mật đều nứt. Huyền Tán Nhân, là huyền ma lão tổ năm đó. Là thủ đoạn của hắn. Đại trưởng lão nhất thời tay chân mềm nhũn, tâm như cho tàn. Hôm nay ngũ hành tông ta có thể sẽ bị tai họa diệt môn. Huyết phiên che trời, biển máu mênh mông. Trong đó lại truyền đến thanh âm của Huyền Tán Nhân. Ma đạo, Vũ Hóa Cảnh, Huyền Tán Nhân. Cầu kiến Trang Tiên Sinh. Bên trong ngũ hành tông. Trang Tiên Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không gặp, cút. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Thiên địa lâm vào yên tĩnh. Huyền Tán Nhân trầm mặc thật lâu, trong lời nói lạnh như băng lộ ra tức giận. Dưới ngũ hành huyết sát đại trận của ta, không phải do ngươi quyết định. Trang Tiên Sinh cười lạnh một tiếng. Lúa bố trước cửa lỗ ban. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay áo, không có bất cứ linh lực cùng thần thức dao động gì, lại thiên địa đột nhiên biến đổi. Trong biển máu đầy trời, trận văn trên tà đạo đại trận, biến hóa tiêu mất. Nguyên bản đại trận ngâm đầy huyết khí, lại dần dần bị linh lực tẩy rửa. Trận văn diễn biến, trận xu nghịch chuyển. Phảng phất như nhân quả treo ngược, thời gian quay lại. Ngũ sắc quang mang một lần nữa lóng lánh, hơn nữa càng thêm rực rỡ. Ngũ hành huyết sát đại trận, trận pháp nghịch chuyển, lại biến thành ngũ hành hộ sơn đại trận, bảo hộ tất cả tu sĩ ngũ hành tông ở trong đại trận. Đây là thủ đoạn gì? Trên dưới ngũ hành tông trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài ngũ hành tông, dưới biển máu. Một vị tu sĩ ma đạo mặc áo bào đen, tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt thâm thúy mà âm trầm, con người cũng co rụt lại. Tiên thiên nghịch chuyển, danh bất hư truyền. Vị ma tu mặc hắc bào, tóc bạc mặt hồng hào này chính là lão tổ ma đạo Vũ Hóa Cảnh Huyền Tán Nhân. Mà phía sau hắn, còn đứng mấy vị ma tu kim đan kỳ. Một thiếu niên, dung mạo cực đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch, phảng phất che một tấm vải, da mặt như người chết hoàn mỹ không tì vết. Một lão già kiếm nô lưng đeo hộp kiếm, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ có tròng trắng. Một đại hán yêu tu thân hình khôi ngô, đầu ngón tay sắc bén, đáy mắt có tơ máu. Ba người này chính là ba ma tu từng xuất hiện bên ngoài Nam Nhạc Thành. Chỉ không thấy, bà lão toàn thân trần hủ, thần cằn nhằn kia. Họ Trang này, quả nhiên có tài. Thiếu niên mặt trắng cười lạnh nói. Đại hán yêu tu cười nhạo, không hiểu trận pháp thì đừng nói lung tung, cái gì gọi là có tài. Đây là một trong những thủ pháp trận đạo cao thâm nhất của tu giới, toàn bộ huyết luyện môn của ngươi không ai có thể hiểu được. Thiếu niên mặt trắng hơi giận, lão già hộp kiếm lại nói. Nói cẩn thận, Trang Tiên Sinh không phải là thứ mà ta và ngươi có thể chỉ trích.
Thiếu niên mặt trắng không vui, nhưng cũng không nói gì nữa. Luyện hồn huyết phiên, dưới biển máu đầy trời. Ngũ hành hộ sơn đại trận, hào quang lưu chuyển, linh lực bành trướng, chống cự lại sát cơ đầy trời, cùng ma khí ngập trời, địa vị ngang nhau. Lão giả kiếm hạp liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt toát ra một tia khát máu, nói với Huyền Tán Nhân. Tôn giả, ma kiếm cần lại giết sinh linh, hút đủ máu người, mới có thể phá đại trận này. Ánh mắt Huyền Tán Nhân âm trầm, suy tư một lát, bỗng nhiên lắc đầu nói. Không vội, cho dù phá đại trận, giờ phút này cũng không làm gì được hắn, trước tiên cứ vây khốn là được. Sau đó hắn cười âm nhu, ta bố cục mấy trăm năm, dùng huyết sát trận thay đổi ngũ hành hộ sơn đại trận, lại không nghĩ rằng, bị hắn lật tay phá vỡ. Không hổ là, Trang tiên sinh có tư chất nửa bước thiên nhân. Nhưng mà tính toán tường tận, cũng chỉ đến đây thôi. Nơi đây đã bị Minh Đạo Thiên Cơ tỏa phong tỏa thiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ đạo đỉnh căn bản không phát hiện được. Không quá ba ngày, đợi luyện hồn phiên huyết hải ngập trời, triệt để phong bế Ly Sơn Thành, ma kiếm treo ở chân trời, cắn nuốt huyết nhục, toàn bộ Ly Sơn Thành, sẽ hóa thành luyện ngục, không có một sinh linh nào có thể chạy trốn. Minh Đạo Thiên Cơ tỏa, luyện hồn phiên, loạn ma kiếm, ba kiện chí bảo thánh cấp ma đạo, đủ để vây chết bất cứ tu sĩ nào. Cho dù là Trang tiên sinh, cũng không ngoại lệ. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng đã sớm không còn là Trang tiên sinh bế nghế thiên hạ năm đó. Ba người lão giả hộp kiếm chắp tay xưng vâng, tôn giả anh minh. Huyền Tán Nhân nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang suy tính cái gì. Ba người lão giả hộp kiếm không dám quấy rầy, liền thi lễ một cái, lui xuống. Ba người lui qua một bên, mắt đại hán yêu tu lộ ra hưng phấn, thấp giọng hỏi lão giả hộp kiếm. Ngươi nói xem, lần này có thể bắt được người này không? Lão giả hộp kiếm trầm giọng nói, người ta phụng mệnh làm việc, thành bại hay không, không cần lo lắng. Yêu tu đại hán tự làm mất mặt, hừ một tiếng, giả vờ giả vịt, ta cũng không tin, cơ duyên thành tiên đặt ở trước mắt, ngươi có thể không động tâm. Khóe mắt lão giả hộp kiếm run lên, cơ duyên bực này, há lại là thứ mà chúng ta mơ ước. Hắn lại hạ thấp giọng nói, ngươi và ta đi chuyến này, là phụng hiệu lệnh của Minh Tổ Ma Giáo, làm quân cờ mà thôi. Ta thuận tiện giết vài người, cho bọn hắn ăn ma kiếm, ngươi thành thật một chút, phụng mệnh làm việc, lập một ít công huân. Tương lai từ vị trí vạn yêu trưởng lão, tiến thêm một bước. Đây mới là chuyện thực tế nhất. Cái chữ tiên, này là chuyện mà Minh Tổ suy nghĩ, há lại là cảnh giới của chúng ta có thể vọng tưởng. Trên chữ tiên là thiên địa đồng thọ, dưới chữ tiên là vực sâu vạn trượng. Một khi vô ý, người ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đại hán yêu tu trả lời qua loa, được rồi, ta biết rồi. Nhưng trong lòng lại khinh thường, cơ duyên thành tiên đặt trước mắt, ta không tin ngươi không động tâm. Trong mắt đại hán hiện lên một tia tinh quang. Thiếu niên mặt trắng ở bên cạnh cũng thèm nhỏ dãi, dã tâm đại thịnh. Cho dù là vẻ mặt nghiêm trọng của lão già kiếm hạp, dưới thần sắc nghiêm nghị, tâm tình cũng có chút chập trùng. Thành tiên. Ba người tâm tư khác nhau, nhất thời có chút an tĩnh. Một lát sau, đại hán yêu tu bỗng nhiên kỳ quái nói, lão thái bà kia đâu? Sao lại không thấy? Lão già hộp kiếm khẽ giật mình, sau đó cau mày nói, luyện thi đi. Đại hán yêu tu lấy làm lạ nói, luyện thi mà thôi, có thể quan trọng hơn so với việc này sao? Ngươi không rõ, nàng luyện là thi thể gì? Ánh mắt lão giả hộp kiếm ngưng tụ, đợi một thời gian, nếu như cô thi thể kia luyện thành, thật sự. Không thể coi thường. Một bộ cương thi mà thôi. Đại hán lắc đầu. Thiếu niên mặt trắng cũng lộ vẻ khinh thường. Trong ngũ hành tông, dưới đại trận hộ sơn, đại trưởng lão thấy Trang tiên sinh, sắc mặt xoắn suýt. Do dự thật lâu, lúc này mới cúi người, chắp tay nói. Ngũ hành tông, ơn cứu mạng của Tạ tiên sinh. Trong lòng hắn rất không tình nguyện. Tai ương của ngũ hành tông là bị Trang tiên sinh liên lụy. Nhưng xét đến cùng, vẫn là bởi vì tên phản đồ Liêu Thiên Đức này. Liêu Thiên Đức là trưởng môn ngũ hành tông. Trưởng môn cấu kết với ma giáo, xuyên tạc đại trận, mưu hại Trang tiên sinh, từ góc độ này mà nói, ngũ hành tông bọn họ cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Ngũ hành huyết sát đại trận là đại trận tà đạo nhị phẩm, có thể luyện hóa máu thịt của tất cả tu sĩ trong trận. Hắn là tu sĩ kim đan còn không chống cự được, chớ nói chi là đệ tử khác của ngũ hành tông. Nếu không có Trang tiên sinh, ngũ hành tông hôm nay, tất có tai họa diệt môn. Môn hạ đệ tử cũng sẽ tử thương hầu như không còn, hóa thành chất dinh dưỡng tà trận, chết ở chỗ này, từng là đại trận do lão tổ tông lưu lại, che chở đệ tử tông tộc bọn họ. Vì thế, mặc dù đại trưởng lão không tình nguyện, nhưng vẫn phải cúi đầu, nói lời cảm tạ với Trang tiên sinh.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân, hắn muốn bảo trụ căn cơ ngũ hành tông. Bên ngoài ngũ hành tông, huyết phiên che trời, huyết hải tràn ngập, ma kiếm treo cao, sát khí tàn phá bừa bãi. Huống chi, còn có một lão tổ huyền ma cảnh giới vũ hóa. Đây là tử cục. Trong lòng đại trưởng lão cảm thấy tuyệt vọng. Hắn trầm tư suy nghĩ, đều không có phương pháp phá cục, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Trang tiên sinh cao thâm khó lường. Hy vọng Trang tiên sinh có thể chỉ cho ngũ hành tông bọn họ một con đường sống, có thể giúp đệ tử ngũ hành tông bọn họ sống sót. Chỉ là, trước đây hắn nhiều lần làm khó dễ, giờ phút này cũng không mặt mũi nào mở miệng. Trang tiên sinh dường như nhìn thấu tâm tư của đại trưởng lão, lạnh nhạt nói. Ta có thể cứu các ngươi. Trong lòng đại trưởng lão run lên, trong mắt lộ ra mong đợi, nhưng lại có chút nghi hoặc ngài. Trang tiên sinh nói, đệ tử của ta, học được truyền thừa của các ngươi, xem như nhận ân tình của các ngươi, một uống một mổ, nhân quả tuần hoàn, ta cứu các ngươi một lần, cho các ngươi một con đường sống, vừa là giải quyết xong nhân quả, cũng là cho tổ tiên ngũ hành tông một câu trả lời. Đại trưởng lão vui mừng, nhưng trong lòng tích tụ, muốn nói lại thôi. Trang tiên sinh vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nói gì. Đại trưởng lão do dự mãi, vẫn không bỏ xuống được, liền do dự, đem nghi ngờ nấn ná hồi lâu trong lòng hỏi. Trang tiên sinh, đệ tử của ngài, rốt cuộc đã nhận được truyền thừa gì của ngũ hành tông ta? Trang tiên sinh cười nhạt, ngươi cứ nói đi. Đại trưởng lão cau mày, cân nhắc nói. Ngũ hành linh trận, chỉ sợ không chỉ như thế. Biết rồi, thì có thể làm gì được nào? Đại trưởng lão sửng sốt. Trang tiên sinh lắc đầu, ngũ hành tuyệt trận, các ngươi đều không học được, truyền thừa khác, các ngươi được thì sao? Lời này đâm sâu vào trong lòng đại trưởng lão. Nhưng hắn lại không có sức cãi lại. Nhiều năm như vậy, hậu bối đệ tử xa vào an nhàn, không có chí tiến thủ, đã thật lâu không ai có thể học được ngũ hành tuyệt trận. Minh Châu bị long đong, là lỗi lầm của chính bọn họ. Đại trưởng lão thở dài thật sâu. Ánh mắt Trang tiên sinh ngưng lại, sau đó lại nói, tương lai đệ tử kia của ta, nếu trận đạo có thành tựu, có thể truyền lại môn truyền thừa này cho ngũ hành tông của ngươi. Đại trưởng lão chấn động toàn thân, giật mình nói. Lời này của tiên sinh là thật. Trang tiên sinh gật đầu, nhưng mà, có một việc, ngươi phải đồng ý. Đại trưởng lão nhíu chặt mày, hắn biết, không có loại chuyện tốt này, nhưng truyền thừa lớn, hắn vẫn nói. Tiên sinh mời nói. Trang tiên sinh trầm giọng nói, chuyện mấy tên đồ đệ kia của ta, không được nhắc với bất kỳ ai, nhất là tiểu đồ đệ của ta. Chuyện ngũ hành tông, chuyện truyền thừa, thậm chí hắn đã tới, người đã gặp qua chuyện của hắn, từ nay về sau cũng không nên nhắc tới. Đại trưởng lão ngẩn ra, chuyện này. Ánh mắt Trang tiên sinh thâm thúy, thần sắc nghiêm túc. Đại trưởng lão dùng mình, lập tức giật mình, hiểu rõ việc nhỏ nhìn như không có ý nghĩa này, rất có thể vô cùng quan trọng. Được. Đại trưởng lão trịnh trọng gật gật đầu. Trang tiên sinh nhìn đại trưởng lão một cách thông thấu, khẽ vuốt cằm, chỉ điểm. Luyện hồn phiên hai ngày sau sẽ tế luyện xong, đến lúc đó huyết hải ngập trời, sẽ phong bế toàn bộ Ly Sơn Thành. Trang tiên sinh mở ra bản đồ thành Ly Sơn, ngón tay điểm nhẹ, vẽ ra một đường. Trưa ngày mai, toàn bộ trưởng lão và đệ tử ngũ hành tông các ngươi sẽ men theo tuyến Tây Nam rời khỏi Ly Sơn Thành, hơn nữa đừng trở về nữa. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, ma giáo chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không cần quản. Đại trưởng lão thành thật gật đầu, nhưng trong lòng lại sinh ra không nỡ, vậy cơ nghiệp ngũ hành tông của ta. Ánh mắt Trang tiên sinh lạnh lùng. Trận còn người còn, thì tông môn còn. Trận mất người mất, thì tông môn vong. Những gạch nát ngói nát này, không phải cơ nghiệp. Nhân tài mới là căn bản, trận pháp mới là căn cơ. Đại trưởng lão bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Tà tiên sinh chỉ điểm. Trang tiên sinh gật đầu, nói đến đây thôi. Đại trưởng lão liền cung kính đứng dậy, thi lễ thật sâu với Trang tiên sinh rồi rời đi. Trang tiên sinh lại gọi Tuyết Di và ba đệ tử tới, nói. Ngày mai ngũ hành tông sẽ rời đi, các ngươi cũng đi cùng đi, nhưng trước khi đi, ta có một số việc, phải dặn dò một chút. Trang tiên sinh trước tiên để lại Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy, đưa hai cái ngọc giản cho bọn họ. Đây là trận đồ hoàn chỉnh của tiên thiên trận lưu. Các người cất kỹ, lĩnh ngộ cho tốt, không nên cô phụ phần truyền thừa này. Đây cũng là thứ mà mẫu thân các người nhớ thương. Nàng đó không thể học, cho nên tâm tâm niệm niệm, hy vọng các người có thể học được bộ vô thượng trận pháp nguyên lưu này. Về phần những chuyện khác, các người có gia tộc, cũng có mẫu thân an bài, chắc hẳn không cần ta quan tâm nhiều. Hai người tiếp nhận ngọc giản, nhất thời có chút trầm mặc. Bạch Tử Thắng cúi đầu, có chút hổ thẹn.
Bạch Tử Hy chần chờ một lát, lúc này mới thấp giọng nói, sư phụ, thực xin lỗi, mẫu thân người. Trang tiên sinh mỉm cười, đây là chuyện của đời trước, không liên quan gì đến các ngươi. Trang tiên sinh ôn hòa nhìn hai đứa trẻ, trấn an nói. Tâm tính thiên phú của các ngươi đều rất tốt, tiên thiên trận lưu, cũng là xuất phát từ bản ý của ta, mới dạy cho các ngươi, mà không đơn thuần là bởi vì mẫu thân của các ngươi. Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy ánh mắt chua xót, cung kính dập đầu ba cái cho Trang tiên sinh. Trang tiên sinh thản nhiên nhận lễ của bọn họ, sau đó khẽ thở dài. Sau này, các ngươi phải bảo trọng. Còn có, thay ta chăm sóc tốt tiểu sư đệ của các ngươi. Vâng, Bạch Tử Thắng cùng Bạch Tử Hy đều trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, hai người lưu luyến không rời lui xuống. Trang tiên sinh lại đơn độc gọi Mạc Hỏa vào. Sư phụ, khóe mắt Mạc Hỏa chua xót. Trang tiên sinh cười dịu dàng, vẫy vẫy tay, gọi Mạc Hỏa đến bên người, đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này vô cùng đơn giản, nhưng phong cách cổ xưa. Sư huynh sư tỷ của con, có gia tộc, có bối cảnh, còn có mẫu thân tu vi thủ đoạn bất phàm, cái gì cũng không thiếu, cho nên vi sư liền thiên vị một chút, để lại cái này cho con. Đây là một chiếc nạp tử giới. Không khác túi chứ vật lắm, có thể cất giữ đồ vật, nhưng lại kín đáo hơn so với túi chứ vật. Tuy ngươi xuất thân từ tán tu, không có bảo vật gì nhưng cũng có không ít thứ cơ mật, nhất là ngọc giản của Thiên Diễn Quyết, còn có bộ ngũ hành trận lưu đồ. Những thứ này đều phải cất kỹ, nhất định không thể để mất. Trang tiên sinh tự tay mang, thố nạp tử trân trọng vào tay Mạc Hỏa. Nạp tử giới là kích thước bình thường, nhưng Mạc Hỏa tay nhỏ, cho nên chỉ có thể đeo ở ngón tay cái. Chiếc nhẫn này, là phải nhỏ máu nhận chủ. Trang tiên sinh nói, sau đó đầu ngón tay vẽ một cái, ngón tay cái tay trái Mạc Hỏa liền trượt ra một vết máu, máu tươi chảy vào, nạp tử giới. Nạp tử giới giống như sống lại, tham ăn máu tươi của Mạc Hỏa. Vết thương rất đau, nhưng Mạc Hỏa mím môi chịu đựng, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, đau đớn tiêu giảm, Mạc Hỏa cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nạp tử giới trên ngón tay cái của mình, tựa hồ biến mất, nhưng trong thần thức, lại mơ hồ thành lập một tia liên hệ. Dường như chiếc nhẫn kia vẫn tồn tại trên ngón cái của mình. Chỉ có điều ngoại trừ mình ra, người khác đều không nhìn thấy. Trang tiên sinh thấy nhẫn không bài xích, hoàn toàn yên tâm, ông lại nhìn Mạc Hỏa, nhẹ giọng hỏi. Tất cả những gì ta dạy ngươi, đã nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi à, Mạc Hỏa gật đầu. Trang tiên sinh liền hỏi từng người một. Từ thần thức diễn toán, đến rất nhiều trận lý, từ nghịch linh trận, hậu thổ trận, mãi cho đến ngũ hành linh trận, thậm chí kết cấu đầu mối, yếu điểm trận pháp của đại trận. Trang tiên sinh cũng không ngại phiền mà lặp lại một lần. Dường như đây là lần cuối cùng hắn dạy tiểu đồ đệ này của mình. Cho nên mọi chuyện lớn nhỏ đều kiên nhẫn mà ôn nhu lặp lại một lần. Mạc Hỏa nghe một chút, cái mũi chua xót, ánh mắt cũng có chút mông lung. Trang tiên sinh nói xong, sờ sờ đầu Mạc Hỏa, lại hỏi. Quỷ đạo nhân, ngươi biết chứ? Mạc Hỏa ngẩn ra, khẽ gật đầu. Quỷ đạo nhân, là sư huynh của ta, cũng coi như là sư bá của ngươi. Hắn đã nhập ma, hơn nữa tu, là thuật quỷ, đạo. Tâm tính hắn lạnh lùng, thủ đoạn cực mạnh, cũng là người cực kỳ tự phụ, nhưng tinh thông thần niệm chi thuật, vận dụng thần thức cũng là đăng phong tạo cực. Sau này nếu ngươi gặp được hắn, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Vâng, sư phụ. Khóe mắt Mạc Hỏa ướt át, nhẹ gật đầu. Trang tiên sinh nhìn Mạc Hỏa, suy nghĩ một lát, hơi lộ ra áy náy, nhưng vẫn nói trắng ra. Vi sư, có cơ duyên to lớn, còn có bí mật kinh thiên. Nhưng những thứ này, cũng không thể truyền cho ngươi, càng không thể nói cho ngươi. Truyền cho ngươi, sẽ đưa tới cho ngươi thiên tai họa. Cho dù chỉ là biết, cũng sẽ dính vào nhân quả. Cho nên ngươi cái gì cũng không thể biết, cũng không nên biết gì cả. Tiên thiên trận lưu, là truyền thừa độc nhất vô nhị, ta không thể dạy ngươi. Ta có thể dạy cho ngươi, chỉ có một chút pháp môn thần thức tối nghĩa, phức tạp. Còn có đạo lý trận pháp. Tương lai, ngươi phải dựa vào bản lĩnh của mình, học từng bộ trận pháp, lĩnh ngộ từng chút một. Cho dù biết rất vất vả, có đủ loại ngăn trở, cũng phải đi con đường của mình, hình thành trận lưu của mình, tu thần thức vô thượng, đi chứng đạo của mình. Mạc Hỏa tinh thần nghiêm túc, gật đầu nói con nhớ kỹ, sư phụ. Trang tiên sinh gật đầu, nhìn Mạc Hỏa, chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Mạc Hỏa cũng cúi cái đầu nhỏ. Sau một lát, Trang tiên sinh dường như hạ quyết tâm, mỉm cười, nói với Mạc Hỏa. Mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Hỏa lắc đầu,
Vừa định nói chính mình không mệt, hắn muốn ở bên sư phụ nhiều hơn, nhưng lúc mở miệng, liền có chút hôn mê, tựa hồ mình thật sự quá mệt mỏi, đã mấy ngày chưa từng chợp mắt, mười phần mệt mỏi. Mí mắt trên dưới của Mạc Họa đánh nhau, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Hô hấp của hắn đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đáng yêu, chỉ là lông mày nho nhỏ nhíu chặt, dường như đang lo lắng cái gì. Trang tiên sinh không nỡ nhìn Mạc Họa, dường như muốn ghi nhớ bộ dạng của Mạc Họa vào tận đáy lòng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt trán Mạc Họa, nhẹ nhàng vuốt lông mày nhíu lại, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Dường như những lời này, chỉ có thừa dịp Mạc Họa ngủ, hắn mới có thể nói ra. Đời này, chuyện may mắn nhất của vi sư, chính là thu đứa nhỏ này làm đệ tử. Chỉ tiếc, vi sư không nhìn thấy ngày mà ngươi có thành tựu với những trận pháp đó. Đây là lễ vật cuối cùng vi sư tặng cho ngươi. Nhất định phải sống sót thật tốt. Lúc Mạc Họa tỉnh lại, trời còn chưa sáng, sư phụ cũng còn ở bên cạnh, chỉ là khí tức rõ ràng, lại phai nhạt một chút. Sư phụ, Mạc Họa lo lắng nói. Trang tiên sinh cười ôn hòa. Ta, ngủ tiếp đi. Mạc Họa có chút hổ thẹn. Trang tiên sinh lắc đầu, đi ngủ một chút đi, sau khi trời sáng, đi theo sư huynh sư tỷ của ngươi, cùng nhau rời đi. Mạc Họa trong lòng run lên, không nỡ nói. Sư phụ, ngài không thể cùng đi sao? Trang tiên sinh không trả lời, chỉ sờ sờ đầu Mạc Họa, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Mạc Họa chỉ có thể lưu luyến rời đi. Sau khi trời sáng, Mạc Họa liền theo Tuyết Di, còn có tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ cùng với toàn bộ tu sĩ ngũ hành tông rời khỏi Ly Sơn Thành. Trước khi đi, hắn và sư huynh sư tỷ lại đi gặp Trang tiên sinh. Nhưng cửa phòng Trang tiên sinh đóng chặt, dường như không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Mạc Họa gõ cửa, cũng không có ai đáp lại. Đến giờ, hắn chỉ có thể rời đi. Mạc Họa theo đội ngũ tu sĩ, cùng nhau rời khỏi ngũ hành tông, mỗi khi đi được mấy bước, hắn liền quay đầu lại nhìn một chút, nghĩ xem có thể nhìn thấy sư phụ hay không, có thể nhìn lại sư phụ một chút hay không. Nhưng mãi đến khi rời khỏi ngũ hành tông, vẫn không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Không gặp được sư phụ. Nước mắt Mạc Họa không ngăn được chảy xuống. Mà trên một tòa lầu cao của ngũ hành tông, không ai nhìn thấy Trang tiên sinh, vẫn luôn đưa mắt nhìn Mạc Họa rời đi. Hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ của Mạc Họa, không ngừng ngoái đầu nhìn lại, lau nước mắt, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở giữa đình đài lầu các. Trong ánh mắt ôn nhuận toát ra mong đợi vô tận. Ta phó thác tông môn quá khứ cho sư huynh cùng sư tỷ của ngươi. Nhưng giao tương lai của tông môn cho ngươi. Luyện hồn huyết phiên phong thành, ma kiếm ngập trời quét qua phía dưới. Ly Sơn Thành đã thành phế tích. Hôm qua tường cột chạm trổ, hôm nay một mảnh đổ nát thê lương, đã từng vàng son huy hoàng, cũng chỉ còn một đống hỗn độn. Đại Bạch kéo xe, đi ở phía trước. Mạc Họa và tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ và Tuyết Di đi theo phía sau, theo đại đội tu sĩ ngũ hành tông cùng nhau rời khỏi ngũ hành tông, đi ra đại trận hộ sơn, đi vào Ly Sơn Thành hoang vu. Mạc Họa thấy cảnh tượng xung quanh, thế mới biết, toàn bộ Ly Sơn Thành, sớm đã là một cái xác không, bên trong có thương nhân, rất nhiều đều là ma tu ẩn tàng. Tu sĩ nghiêm chỉnh cũng không nhiều. Mà lúc đại nạn tiến đến, những tu sĩ này, phần lớn cũng hoặc chết hoặc bị thương hoặc trốn. Tu sĩ thương nhân, cũng không phải tu sĩ bản địa. Vì lợi mà đến, lợi hết mà đi. Không ai nguyện ý cùng Ly Sơn Thành cùng tồn vong, cũng không ai để ý Ly Sơn Thành tồn vong. Hoa không đất, lúc nở phồn hoa, chớp mắt tàn lụi. Ly Sơn Thành tấc đất tấc vàng, phồn vinh kết thúc, lộ ra hoang vu bản tướng của đất đá tượng đất. Nhưng những thứ này, Mạc Họa cũng không thèm để ý. Hắn đi trên đường, thỉnh thoảng vẫn sẽ quay đầu, chờ mong lần quay đầu nào đó, có thể gặp lại sư phụ. Nhưng cuối cùng, cái gì cũng không nhìn thấy. Mạc Họa khổ sở cúi đầu. Bạch Tử Thắng cũng rất khó chịu, vỗ vỗ bả vai Mạc Họa. Bạch Tử Hy thì lôi kéo tay Mạc Họa. Ánh mắt Tuyết Di kinh ngạc, nhưng thần sắc phức tạp, khẽ thở dài, cũng không nói gì. Mọi người cùng nhau đi về phía ngoài Ly Sơn Thành. Đại trưởng lão và trưởng lão ngũ hành tông đi trước dẫn đường. Mặc dù trên đầu là biển máu, kiếm khí tràn ngập. Trong Ly Sơn Thành là một màu đỏ máu, ma khí tỏa ra bốn phía. Nhưng đoạn đường này lại không gió không sóng. Không có ma tu, không có sát cơ, không có hung hiểm. Quả thật đúng như lời Trang tiên sinh nói, là một con đường sống. Đại trưởng lão đã có chút khó có thể tin, đồng dạng cũng như chút được gánh nặng, trong lòng thở dài. Trang tiên sinh không hổ là cao nhân, đối với ngũ hành tông ta, có đại ân a. Một đoàn người đi tới, bất quá chốc lát, trước mặt chính là cửa lớn Ly Sơn Thành.
ra khỏi cửa lớn, liền rời Ly Sơn Thành. Cũng rời khỏi nơi thị phi này, địa phương luyện ngục. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngụm khí mới vừa thả lỏng này, lại đột nhiên nhấc lên. Trong lòng hắn, toát ra cảm giác lạnh lẽo âm trầm. Phía trước bọn họ, cửa thành đột nhiên bị biển máu bao vây, phong bế con đường phía trước. Mà trên cửa thành, giờ khắc này, đang đứng một đám tu sĩ hình thù kỳ quái. Người ở giữa mặc áo bào đen, tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt thâm thúy mà âm trầm. Chính là Huyền Ma lão tổ. Ở hai bên hắn, có một lão giả một thân đeo hộp kiếm tà dị, một thiếu niên mặt trắng không râu che tinh xảo mặt giống như người chết, còn có một đại hán, mọc ra răng nanh, ánh mắt đỏ như máu. Mà phía sau mấy người này còn có một đám, tà khí lành lạnh, ít nhất là ma tu đã ngoài trúc cơ. Đại trưởng lão hoảng sợ, sợ tới vỡ mật. Một đám tu sĩ ngũ hành tông cũng đều mặt không còn chút máu. Huyền tán nhân cười âm nhu, dưới huyết phiên, oan hồn lệ quỷ, không được siêu sinh, một tàn hồn cũng sẽ không lưu, ta làm sao có thể tha các ngươi đi. Đạo đình quản nghiêm, mấy trăm năm rồi ta không đổ thành. Cơ hội hôm nay khó có được, cho ta ăn mặn. Trong lòng đại trưởng lão cảm thấy thê lương. Lão ma cảnh giới vũ hóa. Ngũ hành tông diệt rồi. Khuôn mặt hắn đau khổ, đang muốn nói gì, đã thấy nụ cười âm nhu trên mặt Huyền tán nhân dần dần biến mất, tựa hồ thấy được cái gì, vẻ mặt nghiêm nghị. Đại trưởng lão nhìn theo ánh mắt của Huyền tán nhân, liền thấy cách đó không xa có một cái nóc nhà ở phía tây, một vị lão giả đang ngồi, khuôn mặt thương nhiên, thân như cây khô. Chính là lão giả bên cạnh Trang tiên sinh, gọi là Khôi lão, sâu không lường được. Trong lòng đại trưởng lão lại dâng lên một tia chờ mong. Huyền tán nhân nhìn Khôi lão, mặt trầm như nước, chắp tay nói. Cao nhân phương nào? Khôi lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi còn không xứng biết được, ta tha cho ngươi không chết, cút đi. Huyền tán nhân giận dữ, cười lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, bỗng nhiên ngẩn ra, giống như nhớ tới cái gì, thần sắc đại biến, thất thanh nói. Hà hà hà! Ánh mắt Khôi lão lạnh lùng nghiêm nghị. Huyền tán nhân vội vàng câm miệng, kinh hãi không dám nói. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, da mặt rung động, chắp tay với Khôi lão, thân ảnh từ trên cửa thành dần dần phai nhạt, sau đó biến mất. Một đám ma tu sau lưng Huyền tán nhân cũng đều thần sắc kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ. Lão giả này rốt cuộc có thân phận gì? Ngay cả Huyền tán nhân cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng bọn hắn lại không dám hỏi ra miệng. Hắn vừa sợ nói năng lỗ mãng đắc tội lão giả thần bí này, lại sợ ngôn ngữ không thỏa đáng, chạm đến Huyền tán nhân. Huyền tán nhân không dám cản, bọn họ lại càng không dám, thế là một đám ma tu cũng đều không thể không thối lui. Ma tu nhao nhao thối lui. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khôi lão từ xa mà thi lễ một cái. Tất cả tu sĩ ngũ hành tông đều nghiêm nghị hành lễ với Khôi lão. Khôi lão điểm nhẹ ngón tay, một quả cầu lửa đen kịt bay ra. Cửa Ly Sơn Thành nát bấy, ma khí bị đốt cháy hầu như không còn, huyết phiên đốt một lỗ hổng lớn, huyết hải cũng như là bị xé nứt, lộ ra một cái lỗ thủng. Đi! Khôi lão chỉ nói một chữ này, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão sinh lòng cảm kích, lại thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía sau, phất phất tay, liền mang theo đám người ngũ hành tông, dọc theo cửa động Khôi lão mở ra, đi về phía ngoài Ly Sơn Thành. Mặc Hòa cũng nhìn Khôi lão, trong miệng nhìn không được lẩm bẩm nói. Khôi ra ra. Khôi lão tựa hồ nghe được thanh âm của Mặc Hòa, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mặc Hòa, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Mặc Hòa thấy Khôi lão cười. Nụ cười của hắn như con rối. Cho dù cứng ngắc, dù có chút không hài hòa, nhưng rất ôn nhu. Bên tai Mặc Hòa cũng vang lên giọng nói khàn khàn mà hòa ái của Khôi. Ta đến tiễn ngươi. Mặc Hòa sống mũi cay cay, vẫy vẫy tay, cáo biệt Khôi lão. Khôi lão lại cười cười, sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi. Mặc Hòa gật đầu, lại nhìn Khôi lão một chút, lúc này mới lưu luyến, đi ra ngoài thành. Khôi lão nhìn bóng lưng nho nhỏ của Mặc Hòa, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, không ăn được hạt thông mà đứa nhỏ này xào cho mình. Cũng không có cơ hội, lại chỉ điểm pháp thuật cho hắn, lại cùng đánh cờ. Sau đó hắn tự giễu nói. Đạo tâm của ta cũng dao động rồi à. Khôi lão lắc đầu, lại nhắm mắt lại, ngồi bất động. Mà Mặc Hòa vẫn đi, đi qua cửa thành, rời Ly Sơn Thành. Ly Sơn Thành bị huyết hải bao phủ, tràn ngập ma khí, hung hiểm cùng sát cơ. Vừa rời đi, Ly Sơn Thành hướng chỗ sư phụ. Lúc Mặc Hòa ngoái đầu nhìn lại. Luyện hồn huyết phiên, tế luyện hoàn tất, đã đem chọn Ly Sơn Thành triệt để che đậy.
Đập vào mắt là biển máu ngập trời, ma kiếm dữ tợn và kiếm khí đầy trời. Mặc Hòa ghi tạc tất cả vào đáy lòng, ánh mắt lạnh xuống. Dám tính kế sư phụ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ làm thịt tất cả tà ma yêu nhân các ngươi, đập nát hồn phiên này, đánh nổ ma kiếm này, nghiền nát tất cả nhân quả thiên cơ của ma đạo. Cái gì mà huyền ma lão tổ, cái gì mà kim đan ma tu, cái gì mà chí bảo ma đạo. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Lúc này huyền tán nhân ở Ly Sơn Thành mới vừa lấy lại tinh thần sau khi bị khôi lão chấn nhiếp, bỗng nhiên lại cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn lập tức lấy ra một cái la bàn bằng xương trắng từ trong ngực. Trong la bàn có một ổ khóa, trên ổ khóa có màu máu đen, khắc trận văn của sơ, ở giữa còn khảm một con ma nhãn hung lệ, không ngừng chớp động. Đây chính là chí bảo nhân quả ma đạo, minh đạo thiên cơ tỏa. Huyền tán nhân nhíu mày. Vừa rồi thiên cơ tỏa này, đang run rẩy. Có ý gì? Nó đang sợ cái gì? Có gì đáng để nó sợ? Huyền tán nhân cắn nát ngón tay, từ trán lao qua, lưu lại một vết máu tự động nhúc nhích, thần thức của huyền tán nhân cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn lấy tay bấm niệm pháp quyết, tinh tế suy nghĩ, sau nửa ngày, vẻ mặt vẫn hoang mang. Tính không ra cái gì. Một mảnh bí ẩn. Nhưng mơ hồ trong đó, lại như là có một tia hung triệu. Tựa như chính mình trong lúc vô tình, thả một đống cá con vào trong sông. Nhưng trong con cá này, dường như có một con cá sấu, nhỏ tuổi mà hung tàn. Nhưng nhìn kỹ lại, sông lớn uốn lượn, sóng lớn lân lân, một mảnh xa vời, cái gì cũng nhìn không thấy. Huyền tán nhân ngây người, lập tức lắc đầu, ảo giác. Nào có trùng hợp như vậy. Cách thành núi mấy chục dặm, có lối rẽ. Mặc Hòa và người của Ngũ Hành Tông sẽ mỗi người đi một ngả ở đây. Đại trưởng lão liếc nhìn Mặc Hòa, thần sắc phức tạp. Truyền thừa chân chính của Ngũ Hành Tông, ngay trên người đứa bé này. Mà phúc duyên tương lai của Ngũ Hành Tông cũng có thể ở trên người đứa bé này. Tuy hắn không biết truyền thừa chân chính của Ngũ Hành Tông là gì, cũng không biết tương lai Ngũ Hành Tông sẽ có phúc duyên gì, nhưng đây là lời Trang tiên sinh nói với hắn chỉ có thể tin. Chỉ là, Ngũ Hành Tông tương lai còn có thể có phần phúc duyên này hay không, cũng khó mà nói. Tông môn gặp phải kiếp nạn này, lòng người tan rã. Sau này bọn họ cũng phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, tất không dễ chịu. Những đệ tử này, đoán chừng cũng sẽ từng người rời đi. Cuối cùng có thể có mấy người ở lại, càng khó mà nói. Bản thân còn sống, có lẽ còn tốt một chút, dù sao cũng là tu sĩ kim đan, nhưng 100 năm, 200 năm sau thì sao? Vạn nhất bản thân chết đi, Ngũ Hành Tông không người kế tục, có phải sẽ chôn vùi trong lịch sử tu giới hay không? Đại trưởng lão thở dài, lo lắng. Hắn nhìn vào Mặc Hòa, chắp tay cáo biệt tiểu tiên sinh, bảo trọng. Mặc Hòa cũng hành lễ nói, đại trưởng lão, bảo trọng. Hy vọng có ngày gặp lại. Đại trưởng lão thổn thức trong lòng, sau đó lại thi lễ với Mặc Hòa một cái, liền dẫn theo đám người Ngũ Hành Tông, trùng trùng điệp điệp, bước lên con đường tiền đồ chưa rõ. Mà Mặc Hòa thì đi về một con đường khác. Đây là một sơn đạo rộng lớn. Đại Bạch kéo xe, thấy Mặc Hòa dường như tâm tình không tốt, thân mật dùng đầu, cò cò Mặc Hòa, dường như muốn an ủi Mặc Hòa. Mặc Hòa cũng ôm Đại Bạch, chỉ là thần sắc vẫn còn có chút xa xút. Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy cũng có chút khổ sở. Đi tới, Bạch Tử Thắng đột nhiên hỏi Tuyết Di, người có thể tìm được mẫu thân, để cho người đi cứu sư phụ không? Tuyết Di chua xót nói, người ở cảnh giới như Trang tiên sinh, chuyện dính líu đến, căn bản không phải chúng ta có thể can thiệp. Cho dù là phu nhân, rất nhiều chuyện, nàng cũng là vô lực thay đổi. Huống chi, phu nhân, bản thân cũng đang tính kế Trang tiên sinh. Những lời này, Tuyết Di không nói rõ. Bạch Tử Thắng có chút ấm ức. Bạch Tử Hy nói, Tuyết Di, bây giờ chúng ta đi đâu? Tuyết Di trầm ngâm nói, trước tiên cứ gặp phu nhân đã, phu nhân cũng nhớ an nguy của các ngươi. Sau này, hẳn là trở về Bạch gia đi. Trở về Bạch gia. Bạch Tử Hy lẩm bẩm nói, không khỏi liếc nhìn Mặc Hòa. Bạch Tử Thắng cũng đột nhiên nhớ tới cái gì, cảm giác cô đơn hơi mất mát, nhìn Mặc Hòa, hỏi. Sư đệ, ngươi muốn theo chúng ta về Bạch gia không? Bạch gia, Mặc Hòa khẽ giật mình. Bạch Tử Thắng gật đầu, ngươi đi với ta đến Bạch gia, có ta che chở ngươi, tu luyện gì đó, cũng không cần lo lắng, truyền thừa, trận pháp. Cái gì cần đều có. Tuy kém xa sư phụ, nhưng cũng rất tốt. Mặc Hòa trầm mặc không nói. Hắn lại quay đầu, mắt nhìn Ly Sơn Thành. Hắn ta vẫn muốn gặp sư phụ. Nhưng không thấy được. Kim đan, vũ hóa. Loại tu vi cấp độ này,
căn bản không phải hắn có thể tham dự. Hắn chỉ là luyện khí. Mặc Hòa mất mát thở dài, do dự một chút, vẫn là nói ta muốn trở về Thông Tiên Thành, gặp cha mẹ. Hắn rời nhà đã rất lâu rồi, muốn trở về thăm nhà. Không có việc gì, Bạch Tử Thắng gật đầu nói, ta cũng muốn trở về một chuyến, nhìn Mạc Thúc Thúc và Liễu A Di, sau đó, ngươi lại đi với ta đến nhà họ Bạch đi. Ngộ tính của ngươi cao như vậy, trận pháp học tốt như vậy, coi như ở Bạch gia, cũng không ai dám khinh thị ngươi. Mạc Hòa có chút do dự, thế nhưng, cái này không tốt lắm đâu. Hắn cũng không phải người của Bạch gia. Bạch Tử Thắng nghiêm mặt nhỏ, có cái gì không tốt, ngươi là tiểu sư đệ của ta, cùng ta chính là người một nhà. Ta làm sư huynh, tự nhiên hẳn là quan tâm ngươi. Đến Bạch gia, ai xem thường ngươi, đó chính là xem thường ta. Ai khi dễ ngươi, đó chính là khi dễ ta. Ta sẽ đánh gãy răng cửa của hắn. Mạc Hòa trong lòng cảm động, nhưng vẫn lắc đầu. Bạch Tử Thắng liền nói, không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Bạch Tử Hy cũng nhìn Mạc Hòa một cái, giọng nói thanh thúy nhưng quả quyết nói. Đã đến Bạch gia, không ai dám khi dễ ngươi. Mạc Hòa hơi giật mình, cười nói cảm ơn sư tỷ. Nụ cười của Mạc Hòa giống như là một dòng suối trong, sạch sẽ mà trong suốt, ôn nhuận từ trong tim chảy xuôi mà qua. Bạch Tử Hy hơi rời ánh mắt. Tuyết Di đều nhìn thấy, trong ánh mắt vừa có vui mừng và dịu dàng, lại có một chút không đành lòng. Có chút tốt đẹp, đơn thuần mà sạch sẽ. Nhưng tu giới này lại lạnh lùng tàn khốc. Mạc Hòa vẫn là lắc đầu, ta đi về trước nhìn cha mẹ một chút, sau này hãy nói. Chuyện sau đó, hắn còn chưa nghĩ ra. Hắn muốn trúc cơ, thì phải phá giải đại trận mê hoặc. Đại trận này rất khó giải. Có thể 1-2 năm, cũng có khả năng, phải 1-20 năm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải phá giải đại trận, sau đó từng bước một, dựa theo lời sư phụ nói, tu thần thức đến cực hạn, lấy thần thức vô thượng, chứng đại đạo. Quá trình này nhất định rất khó, cũng khẳng định rất vất vả. Trên người hắn còn có không ít bí mật. Mặc dù hắn luyến tiếc tiểu sư huynh cùng tiểu sư tỷ, nhưng Bạch gia chưa hẳn là chỗ tốt để đi. Đại Ly Sơn Châu giới rất lớn. Rời khỏi Ly Sơn Thành, chính là Đại Ly Sơn liên miên chập trùng, núi non trùng điệp, đường núi uốn lượn. Đoàn người Mạc Hòa đi trên đường núi, khoảng cách cách với Sơn Thành cũng càng ngày càng xa. Núi như phỉ thúy, trời quang mây tạnh. Cảnh núi mỹ lệ hòa tan nỗi buồn ly biệt, nhưng lại để lại nỗi buồn vô tận. Trong lòng ba người Mạc Hòa đều có chút trống vắng. Đi được mấy ngày, Tuyết Di liền nhíu mày. Bạch Tử Thắng liền hỏi, Tuyết Di, sao vậy? Tuyết Di trầm tư một lát, lắc đầu nói, không có gì. Lại đi 5-6 ngày, thần sắc Tuyết Di càng ngày càng ngưng trọng. Mấy người kia đều phát hiện không đúng. Bạch Tử Hy nói, Tuyết Di, xảy ra chuyện gì? Tuyết Di do dự một lát, rồi nói. 10 ngày trước, ta thông qua Ngọc Giản, hướng phu nhân truyền thư, nói rõ ngọn nguồn. Nhưng nhiều thời gian như vậy đến nay, tin tức vẫn không truyền đi, tựa như không chỉ là Ly Sơn Thành, toàn bộ Đại Ly Sơn đều bị phong tỏa thiên cơ, cũng ngăn cách tin tức. Thần sắc mấy người đều có chút ngưng trọng. Mạc Hòa ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên cảm thấy trên trời mông lung, hắn có thể nhìn thấy trời, nhưng lại nhìn không đến bầu trời vốn có. Giống như có thứ gì đó đang phong tỏa. Tuyết Di, trời bị thứ gì che khuất vậy? Mạc Hòa hỏi. Tuyết Di cau mày nói, có thể là Minh Đạo Thiên Cơ Tỏa. Thiên Cơ Tỏa. Tuyết Di gật đầu, Thiên Cơ Tỏa là một loại pháp bảo thiên cơ, có thể che giấu thiên cơ, khóa lại nhân quả, thậm chí ngăn cách tin tức, khiến tu sĩ khác không nhìn thấy, không phát hiện được, không suy tính được. Chính đạo có pháp bảo loại Thiên Cơ Tỏa, mà đạo cũng có. Nhưng có thể phong tỏa thiên cơ trong phạm vi lớn như vậy, ngăn cách toàn bộ Đại Ly Sơn, pháp bảo bực này tất nhiên không tầm thường, rất có khả năng, chính là một trong những chí bảo ma đạo. Minh Đạo Thiên Cơ Tỏa. Ma đạo chí bảo, Minh Đạo Thiên Cơ Tỏa. Mạc Hòa gật gật đầu, yên lặng nhớ ký cái tên này. Làm sao bây giờ? Bạch Tử Thắng hỏi. Đi ra ngoài trước đã, rời khỏi Đại Ly Sơn. Tuyết Di cau mày nói, chỉ là thần sắc vẫn vô cùng ngưng trọng. Lại đi mấy ngày, ngay khi mấy người sắp rời khỏi Đại Ly Sơn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ. Đám tu sĩ này xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhưng lại giống như đã đợi ở chỗ này rất lâu. Bọn họ mặc áo đen, có mặc áo đỏ, bộ dáng khác nhau. Có đạo sĩ gầy gò mặt đầy vết cháy, có đầu đà mập mạp đang cười tủm tỉm không mở mắt được, lại có nữ tu có môi xinh đẹp như máu tươi lộ ra răng nanh ngoài, còn có người để thi thể cõng trên lưng. Mười mấy người này, khí tức tà dị hùng hậu, mà nội liễm.
thình lình tất cả đều là ma tu kim đan kỳ. Mà trong đám người, người Mạc Hòa quen biết duy nhất là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đầu đội kim quan, mặc đạo bào ngũ sắc. Cũng chính là trưởng môn của ngũ hành tông Liêu Thiên Đức. Hắn từng là trưởng môn, bây giờ khúm núm, mặt mũi tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Liêu Thiên Đức chỉ vào mấy người Mạc Hòa, nói với một thiếu niên mặc hoa phục màu máu, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, giữa lông mày có một vết máu quỷ dị. Thánh tử, mấy người này, chính là đệ tử thân truyền của Trang tiên sinh. Tuyết Di lập tức biến sắc. Thánh tử, nàng nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ kia, khó có thể tin nói. Ngươi là, thánh tử ma đạo. Bạch Tử Thắng và Bạch Tử Hy đều lộ vẻ nghiêm túc. Chỉ có Mặc Họa là thần sắc mê hoặc. Thánh tử là cái gì? Bạch Tử Hy biết hắn không hiểu, liền nhẹ giọng giải thích. Ma giáo chi chủ, tự xưng ma quân, mà tương lai người có tư cách kế nhiệm ma quân, liền gọi là thánh tử. Trong thánh tử tranh đấu lẫn nhau, người thắng cuối cùng, chính là ma quân đời tiếp theo. Thánh tử phần lớn huyết mạch chắc tuyệt, thiên phú bất phàm, lại tu hành công pháp ma giáo chính thống nhất, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong ma giáo, địa vị cực cao. Mặc Họa lại đánh giá thánh tử trước mắt. Tuổi tác quả thật không lớn, đoán chừng cũng chỉ 20 tuổi, tu vi cũng đã rất cao, chí ít trúc cơ, thậm chí có thể là kim đan. Một thân hoa phục màu máu, làn da trắng nõn, bộ dạng tuấn mỹ mà yêu dị, con ngươi lạnh như băng mà ngạo mạn, giữa lông mày có một vết máu phong cách cổ xưa. Trong đám người này, chỉ có thiếu niên này, giữa lông mày có vết máu. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của thánh tử? Mặc Họa dò xét thánh tử cũng đang nhìn hắn. Liêu Thiên Đức ghé vào tai, thấp giọng nói không biết là gì, thánh tử liền mỉm cười, chỉ vào Mặc Họa nói. Tiểu quỷ này, lưu lại cho ta. Mấy người Bạch Tử Thắng đều có chút kinh ngạc. Mặc Họa càng không rõ, yêu nhân vẻ mặt âm nhu này, vì sao chỉ riêng mình, muốn mình lưu lại. Tuyết Di kéo Mặc Họa ra sau lưng, ngưng giọng nói. Chúng ta là Bạch Gia. Ta biết các ngươi là Bạch Gia. Thánh tử cười nhạo một tiếng, ngươi là người Bạch Gia. Một đôi huynh muội bên người hải trái, còn là dòng chính hạch tâm nhất của Bạch gia, cho nên ta cho các ngươi một cái mặt mũi. Các ngươi có thể đi, nhưng tiểu quỷ kia. Thánh tử cười lạnh, hắn nhất định phải ở lại. Tuyết Di cau mày, ngươi muốn Mặc Họa ở lại, muốn làm cái gì? Không làm gì, trong đôi mắt yêu dị của thánh tử, dã tâm bừng bừng, ta muốn đi gặp Trang tiên sinh, nhưng trong tay dù sao cũng phải có chút lợi thế, tiểu đệ tử như hắn, vừa vặn thích hợp. Mặc Họa giận mình. Bọn họ vốn muốn bắt mình, áp chế sư phụ. Bạch Tử Thắng cũng hiểu, cả giận nói, yêu nhân, ngươi đừng mơ. Thánh tử ra mặt khẽ run, trong mắt lộ ra tức giận cùng hung tàn. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám mắng hắn như vậy. Ánh mắt của hắn âm độc nhìn Bạch Tử Thắng. Ánh mắt Bạch Tử Thắng như kiếm, nghiêm nghị không sợ. Thánh tử hơi kinh ngạc, gật đầu nói, không hổ là đệ tử Bạch gia, thật đúng là có vài phần cốt khí. Chỉ là lúc nói lời này, khó nén sát ý trong mắt. Đầu đà mập kim đan kỳ ở bên cạnh nhìn ra, liền nịnh nọt nói, thánh tử, ta thay ngài làm thịt tiểu tử này. Thánh tử từ chối cho ý kiến, không nói gì. Một đạo sĩ gầy gò bị đốt trụi nửa khuôn mặt ở bên cạnh cười khẩy nói. Quỷ đầu đà, vuốt mông ngựa cũng có chút đầu óc đi. Dòng chính Bạch gia, trên người có bùa trường sinh bản mệnh, ngươi dám động thủ với bọn họ, muốn chết sao? Đầu đà béo giận dữ, thịt mỡ trên mặt run rẩy, nhưng thần sắc cũng khiếp sợ. Bổn mạng trường sinh phù. Mặc Họa có chút kinh ngạc. Đây là phù gì, hắn chưa từng nghe qua. Một nửa gương mặt đạo sĩ bị thiêu hủy tiếp tục mỉa mai quỷ đầu đà kia. Bổn mệnh trường sinh phù, do Động Hư lão tổ trở lên, lấy bổn mạng chân nguyên, kết thành phù, trồng trong mệnh cách của hậu bối dòng chính, gặp phải nguy hiểm tính mạng, tự động kích phát, có thể giết chết hết thảy kẻ thù bên ngoài, bảo vệ hậu bối không chết. Đây là lộ mệnh phù, chỉ có một lần, là một cái mệnh khác của dòng chính thế gia. Bằng không mà nói, những lão tổ gia tộc kia làm sao bỏ được đệ tử thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt ra ngoài lịch lãm. Đạo sĩ gầy nhìn về phía quỷ đầu đà, trên mặt mang vẻ trào phúng, ta sống đến bây giờ còn chưa thấy qua bùa trường sinh bản mạng này có bộ dáng gì, không bằng ngươi ra tay bước ra bùa trường sinh của hai tiểu tu sĩ này, cũng để cho ta được mở mang kiến thức. Trên mặt quỷ đầu đà lúc xanh lúc trắng. Ra tay. Xuất thủ mẹ ngươi. Thủ đoạn của Động Hư lão tổ có thể giết hết tất cả kẻ thù bên ngoài, ta ra tay, đây không phải là chắc chắn phải chết sao? Con mẹ nó chứ. Quỷ đầu đà phẫn hận trong lòng. Hắn là xuất gia giữa chừng, ăn người nhập ma,
bản thân truyền thừa không đủ, cho nên đối với những tri thức tu đạo cảnh giới cao này, rốt đặc cán mai. Bản mệnh trường sinh phù, động hư lão tổ, những chuyện này trước kia hắn chưa từng nghe thấy. Kết quả lần này vừa muốn ra ngoài, liền bị đánh bại. Vẫn là ở trước mặt thánh tử. Quý đầu đà hung tợn liếc nhìn đạo sĩ kia. Đạo sĩ vẫn cười lạnh. Bọn họ đều là kim đan đại ma tu, nếu không tụ họp, đều là lão tổ, một phương, hô phong hoán vũ, tự nhiên ai cũng không có khả năng phục ai. Ánh mắt thánh tử lạnh lùng, tâm tư chuyển động. Đạo sĩ kia nói không sai. Một mặt, hắn kiêng kỵ Bạch Gia, cho nên không dám xuống tay với đôi huynh muội này. Bạch Gia là quái vật khổng lồ. Hai tiểu tu sĩ này, còn là dòng chính Bạch Gia, ra tay với bọn họ, sẽ trực tiếp chọc giận Bạch Gia. Tuy hắn là thánh tử ma đạo, nhưng không có lợi ích lớn, cũng không cần gây ra đại địch này. Mặt khác, hắn cũng thật sự kiêng kỵ bản mạng trường sinh phù. Bản mạng trường sinh phù, tương đương với một đạo miễn tử kim bài. Có đạo phù này, hắn không làm gì được hai huynh muội này. Bởi vậy, người duy nhất hắn có thể làm gì được, cũng là người duy nhất có thể cưỡng ép, cũng chỉ có người không có thế lực, không có bối cảnh, không có hậu trường, linh căn lại kém, tu vi lại yếu, không có bùa trường sinh bản mệnh bảo vệ, vừa hay chính là đệ tử thân truyền của Trang tiên sinh Mạc Hỏa. Thánh tử nhìn hai người Bạch Tử Thắng, ta không làm khó dễ các ngươi. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Mạc Hỏa, nhưng tiểu quỷ này là của ta. Bạch Tử Thắng hừ lạnh nói, ngươi đừng mơ. Tuyết Di cũng trầm giọng nói, tiền bối Bạch gia ta đang ở gần đây, kính xin thánh tử tự giải quyết cho tốt. Thánh tử cười âm nhu, đừng coi như ta không biết, Minh Đạo thiên cơ tỏa, che thiên cơ, khóa nhân quả, nơi đây trong khoảng thời gian ngắn, ngăn cách với ngoại thế. Bạch gia các ngươi không biết, những tên ngu xuẩn đạo đỉnh kia, càng không thể nào biết được. Tuyết Di trong lòng nghiêm nghị, mặt trầm như nước. Quả nhiên, đều là bị tính kế tốt. Thánh tử cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi nữa, tùy ý phất phất tay, phía sau liền có mấy kim đan ma tu, lắc mình mà ra, thân như quỷ mị, hướng Mạc Hỏa tới gần, muốn đem Mạc Hỏa bắt lấy. Trước mặt là một nữ tu có răng nanh lộ ra ngoài, thân pháp xinh đẹp mà quỷ dị, chỉ mấy hơi thở đã đến gần mấy người Mạc Hỏa. Trên người nàng, tản ra mùi son phấn nồng đậm mà gai mũi. Tuyết Di trong lòng căng thẳng, cắn răng, vận chuyển ánh mắt. Trong mắt nàng, hào quang bảy màu lưu chuyển. Nữ tu ma đạo kia đối mặt với Tuyết Di, ngẩn ra một chút, bỗng nhiên vận chuyển tà lực, nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt đỏ lên, lộ ra tơ máu. Ánh sáng trong mắt Tuyết Di biến mất, nàng lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tu ma đạo cười ha ha nói, ảo thuật trúc cơ hậu kỳ mà cũng dám dùng với kim đan. Thật sự không sợ phản vệ sao? Sắc mặt Tuyết Di trắng bệch, nhưng cũng lộ ra tuyệt vọng. Trúc cơ và kim đan cách nhau một đại cảnh giới, cho dù ảo thuật của nàng có tinh diệu hơn nữa thì căn bản cũng không phải là đối thủ. Còn lại mấy ma tu kim đan phóng tới Mạc Hỏa, nhưng bị Bạch Tử Thắng tay cầm trường thương ngăn cản. Chỉ là Bạch Tử Thắng dù sao cũng chỉ là luyện khí, trường thương trong tay hắn, khí thế hùng hổ, nhưng bị hai ngón tay của ma tu nắm lại. Sau đó, lại nhẹ nhàng bắn ra, trường thương đã bị bắn bay. Bạch Tử Thắng vẫn không buông tha, tay không tất sắt, liền nghênh đón, không cho bọn họ bắt lấy Mạc Hỏa. Mấy ma tu kim đan lộ vẻ khinh thường, nhưng cũng không dám ra tay với Bạch Tử Thắng, sợ kích phát bản mệnh trường sinh phù, chỉ có thể chơi đùa với hắn. Nữ tu xinh đẹp thừa cơ tới gần, duỗi ra bàn tay tái nhợt, năm móng tay thật dài màu đỏ tươi, chụp vào Mạc Hỏa. Nữ tu xinh đẹp là kim đan, tu vi của Mạc Hỏa chỉ là luyện khí. Thể thủy bộ dù tinh diệu, cũng trốn không được. Đúng lúc này, Bạch Tử Hy lắc mình một cái, chắn trước người Mạc Hỏa. Thần sắc nữ tu ngưng tụ, keng, một tiếng, ngạnh sinh sinh ngừng thế công, móng tay đỏ tươi, dừng ở trước mặt Bạch Tử Hy. Sư tỷ, Mạc Hỏa ngẩn ra, tâm tình phức tạp, lẩm bẩm nói. Bạch Tử Hy chỉ nói, ta là sư tỷ của ngươi. Ta đã đồng ý với sư phụ, phải chăm sóc tốt cho ngươi. Nữ tu xinh đẹp khinh thường cười lạnh. Thánh tử thì mặt lộ vẻ bất ngờ. Một màn trước mắt, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, bản thân là thánh tử, lại dẫn theo hơn 10 đại ma tu kim đan, huynh muội Bạch gia này, cho dù không nhượng bộ lui binh, ít nhất cũng sẽ kiêng kỵ mình, giao tiểu sư đệ của bọn họ ra. Hai người bọn họ, xuất thân từ đại thế gia. Mà tiểu quỷ họ, Mặc này, yên lặng vô danh, rất có thể xuất thân không tốt, thậm chí chỉ là tán tu không biết ở nơi hẻo lánh nào được Trang tiên sinh nhặt được. Huynh muội Bạch gia tất nhiên không có khả năng mạo hiểm lớn, bảo vệ tiểu quỷ này.
Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình nghĩ sai rồi. Cho dù đối chọi gay gắt với thánh tử như mình, giao thủ chính diện với hơn 10 ma tu kim đan, bọn họ cũng phải bảo vệ tiểu sư đệ này. Tại sao? Tiểu quỷ này, có quan trọng như vậy không? Thánh tử có hứng thú, khẽ cười nói, đừng giết bọn họ là được rồi, không bị vết thương chí mạng, là không kích hoạt được bùa trường sinh bản mạng. Chế trụ bọn họ, mang tiểu quỷ kia tới đây. Ta muốn xem, tiểu quỷ này, rốt cuộc có gì bất phàm. Bên cạnh thánh tử, lại có mấy kim đan ma tu ra tay, tiến gần về phía Mặc Hỏa. Nữ tu xinh đẹp cũng hé miệng, cười dữ tợn, chộp tới Bạch Tử Hy. Ánh mắt Bạch Tử Hy ngưng tụ, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng, trong lúc vung kiếm, kiếm quang minh chính đại, xen lẫn hỏa diễm tuyết trắng. Nữ tu xinh đẹp nheo mắt, thầm kinh hãi kiếm pháp này. Sau đó nàng nhìn mấy lần, lại chấn định lại, cũng may, chỉ là luyện khí. Ánh mắt nàng ngưng tụ, giữa chảo ngưng tụ huyết khí, đánh tan kiếm pháp bạch hỏa kim quang của Bạch Tử Hy, sau đó lướt qua Bạch Tử Hy, muốn chụp vào Mặc Hỏa sau lưng nàng. Đúng lúc này, Bạch Tử Hy cắn răng một cái, mũi kiếm nghịch chuyển, chỉ vào tâm mạch của mình. Đây là một bộ dáng vẻ, tự sát. Nữ tu yêu diễm sửng sốt, động tác không khỏi ngừng lại. Thánh tử ở xa xa cũng ngẩn ra, sau đó khẽ cười nói, tiểu nha đầu nhà ngươi ngốc à. Nhưng dần dần hắn nghĩ rõ ràng, liền cười không nổi. Không riêng gì thánh tử, mấy ma tu kim đan khác, trong lúc giận mình cũng đều hiểu rõ, trên mặt từng người lộ ra vẻ chấn kinh. Nụ cười trên mặt thánh tử dần dần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi sẽ không, muốn tự mình kích hoạt, bổn mệnh trường sinh phù, đúng không? Bạch Tử Hy đứng trước người Mặc Hỏa, ánh mắt lạnh như băng, ai đụng hắn, đều phải chết. Thánh tử kinh ngạc rung động thật lâu, lúc này mới chậm rãi lắc đầu, bật cười nói ta không tin. Bổn mạng trường sinh phù chân quý cỡ nào, ta không tin, ngươi cam lòng tự mình phát động. Thân là đệ tử đại thế gia, mất đi bản mệnh trường sinh phù, ý nghĩa như thế nào, ta nghĩ ngươi còn rõ ràng hơn ta. Tự kích hoạt trường sinh phù. Ta không tin. Thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh, bắt lấy tiểu quỷ kia. Mấy kim đan ma tu hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục chộp tới Mặc Hỏa. Trong ánh mắt sáng chói của Bạch Tử Hy, toát ra một tia kiên định cùng kiên quyết. Thánh tử nhìn thấy ánh mắt này, trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức trong lòng dâng lên chấn kinh cùng sợ hãi khó có thể tin. Không thể nào. Bạch Tử Hy tố tay cầm kiếm, cố hết sức đâm mạnh về phía tâm mạch. Một kiếm này, kiếm khí ngang dọc, là một kiếm ôm hẳn phải chết, nhưng lại dừng lại trước ngực nàng. Trên người Bạch Tử Hy chợt hiện lên một tầng kim quang. Giữa lông mày của nàng, ngưng ra một đạo phù lục, sáng ngời mà thần thánh. Đạo phù lục này, chính là xuất từ Động Hư Lão Tổ, có thể bảo vệ đệ tử dòng chính thế gia một mạng không chết, thông thiên phù lục. Bản mệnh trường sinh phù. Tất cả ma tu ở đây, đều thần sắc hoảng sợ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, giấy giụa muốn chạy thục mạng, nhưng cùng lúc đó, phía sau Bạch Tử Hy đã hiện ra một kim thân pháp tướng to lớn. Đây là một lão già không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng trên người hắn, linh lực giàn giụa như biển, kim quang che khuất bầu trời. Luyện thần phản hư, Động Hư pháp tướng. Giữa thiên địa, cũng giống như phản âm đại đạo, vang lên một đạo uy nghiêm rung động. Bọn đạo trích phương nào dám cả gan bắt nạt hậu bối ta. Pháp tướng bảo vệ Bạch Tử Hy, nghe theo ý đồ của hắn. Ánh mắt Bạch Tử Hy lưu chuyển, xinh đẹp chỉ về phía trước một cái, thanh âm lạnh lẽo nói. Giết! Hơn 10 đại ma tu kim đan xương bá một phương ở đây lúc này đều toàn thân run rẩy, kinh sợ như con kiến hôi. Cái tên đạo sĩ bị đốt cháy một nửa kia, càng hận không thể tự mình và nát miệng của mình. Một lời thành sấm. Chân trước vừa nói xong, ta liền con mẹ nó, thật sự thấy được bản mạng trường sinh phù. Miệng của ta, sao lại tiện như vậy? Nguy cơ sinh tử. Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Một đám ma tu kim đan như chim thú tán loạn, liều mạng, chạy trốn tứ phía, nhưng bọn họ trốn không thoát bàn tay của pháp tướng. Theo Bạch Tử Hy một tiếng thanh thúy mà lạnh lẽo, sát, pháp tướng uy nghiêm lạnh lùng, một chỉ điểm ra. Một ma tu kim đan, không có dấu hiệu nào, lúc này bảo thể mà chết. Những ma tu khác, càng là bị dọa đến hồn phi phách tán. Tiếp theo pháp tướng lại chỉ một cái, một ma tu, lại là lúc này bảo vong. Rồi sau đó lại là một chỉ, lại có ma tu mất mạng, hóa thành một bãi huyết vụ. Chỉ trong chốc lát, liên tiếp năm kim đan ma tu chết bất đắc kỳ tử, sau đó chân trời có mây đen ngưng tụ, một cỗ ba động kinh khủng truyền đến. Bạch Tử Hy lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng Mặc Hỏa run lên. Đây là, thiên đạo lôi kiếp.
Mây đen hội tụ, một đạo kiếp lôi màu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã tới, trực tiếp xóa đi kim thân pháp tướng, không lưu lại một chút vết tích. Pháp tướng động hư cảnh đã vượt qua hạn chế thiên đạo của tam phẩm châu giới. Tự nhiên cũng khó thoát vận mệnh bị lôi kiếp gạt bỏ. Tất cả những điều này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Pháp tướng hiện ra, trong mấy nháy mắt đã chấn sát năm kim đan đại ma tu. Mà lại chỉ trong chốc lát, lại bị kiếp lôi gạt bỏ. Mặc Hỏa chỉ nhìn thấy pháp tướng hiện ra, ma tu bảo vong, kiếp lôi giáng xuống, rồi lại biến mất. Nhưng lần kiếp lôi này không phải đánh vào hắn. Cho nên chỉ chớp mắt, hắn không kịp nhìn kỹ, cũng không thấy trận văn gì, chỉ chấn kinh vì lực lượng đại đạo tịch diệt quen thuộc mà khủng bố kia. Dường như thật sự có thể gạt bỏ tất cả. Cho dù là pháp tướng, cũng không ngoại lệ. Lúc này trong núi hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Hy lại thật sự có thể, đồng thời thật sự dám, tự mình phát động bản mệnh trường sinh phù. Đó chính là bản mệnh trường sinh phù đó. Thánh tử cách xa, không bị liên lụy, nhưng trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ. Tiểu nha đầu này, nàng làm sao dám? Năm ma tu kim đan, trong nháy mắt bị giết, hắn trở về làm sao bàn giao? Thánh tử biểu tình phẫn nộ, nhìn về phía Bạch Tử Hy, chỉ là vừa nhìn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bản mệnh trường sinh phù phát động, Bạch Tử Hy dịch dung xóa hết, lộ ra dung mạo vốn có. Hết tập 29.